xuống lấy đi con. Chắc thường con trình bày cho thầy nghe sự tu tập của con đi con. Chắc thường con muốn trình bày thầy nghe. Phương pháp dẫn tâm vào đạo, tức là thường tác ý, nhớ kỹ thường tác ý thì nó sẽ không có niệm,
Còn bây giờ mấy con mà thả lỏng ra, mà con có tác ý, tức là mình ngồi mình thở, hoặc mình đưa tay ra vô, cứ để cảm nhận cái đưa tay ra vô thì có niệm, nó dễ dàng có niệm. Còn mình tác ý theo, tác ý theo, thì lúc bây giờ đó mình nhiếp tâm, làm sao cho tâm mình nó gắn bó với cái hành động của mình, cái hơi thở hoặc cánh tay đưa ra vô hoặc là bước đi của mình. Mà mình tác ý thường, tác ý tức là thường dẫn, chứ không phải để cho nó tự cảm nhận cái hành động bước đi. Rất khó, bởi vì tâm chúng ta không thể dễ dàng đâu. Cho nên có phương pháp như cái lý mình tác ý, như cái lý của bước đi, như cái lý của cánh tay đưa ra vô, như cái lý của hơi thở. Bởi vì hơi thở nó đang thở ra, cánh tay thì mình đưa ra vô, cho nên theo cái lý đó mình dẫn, theo cái lý nó đưa tay, theo cái lý bước chân đi, theo cái lý của hơi thở ra vô, mình sẽ tác ý dẫn nó, thì cái tâm của mình nó sẽ nhiếp được, nó không bị những cái niệm khác nó xẹt vào. Và tác ý như vậy không có nghĩa là, không có nghĩa là vọng tưởng, mà tác ý như vậy có nghĩa là cái phương pháp dẫn tâm mình vào cái chỗ mình muốn. Cũng như bây giờ mình muốn nhiếp tâm mình, thì cái ý muốn của mình muốn nhiếp tâm mình trong cái hơi thở, thì cái phương pháp tác ý đó nó sẽ dẫn cho cái tâm của mình vào với cái hơi thở. Cho nên đừng nghĩ rằng cái tác ý đó là cái vọng tưởng của mấy con. Đấy, đó là cái phương pháp dẫn tâm vào cái chỗ mình muốn. Cũng như sau này mấy con muốn cái thân không đau, thì mấy con dẫn cái thân tâm mấy con vào cái chỗ không đau. Đó là cái đầu tiên. Cái kế nữa, khi mà chúng ta dẫn được rồi, chúng ta dẫn được rồi, thì chúng ta lại tiếp tục cái câu tác ý khác để chúng ta dẫn cái tâm của chúng ta, cái thân của chúng ta nó vào cái chỗ an ổn. Bởi vì mình dẫn chứ chưa có an ổn, mình sẽ tác ý, cái câu tác ý cũng là cánh tay đưa ra vô, cũng là hơi thở ra, hơi thở vô, cũng là bước đi bình thường, chứ nó không có thay đổi cái hành động, mà cái câu tác ý thay đổi. Thí dụ như hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, hoặc đưa cánh tay ra tôi biết tôi đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô tôi biết đưa cánh tay vô. Các con thấy cái câu tác ý thì giống khác nhau. Hít thở cũng vậy, mà đưa ra vô thì nó cũng vậy, tác ý qua cái hành động. Thì cái câu tác ý mà cái hành động á, thì câu tác ý đưa ra vô, hít ra vô thì giống nhau. Cho nên đó là cái phương pháp mình nhiếp tâm vào cái cánh tay đưa ra vô và cái hơi thở. Còn bây giờ chúng ta bước qua một cái giai đoạn thứ hai, nghĩa là mấy con dẫn, lúc nào dẫn nó cũng không có bị hôn cầm thì nhiên. Bởi vì mấy con nhắc là nó ít có bị hôn cầm thì nhiên. Còn mấy con ngồi không yên lặng để mà thấy hơi thở ra vô, hoặc là từ cảm nhận cánh tay ra vô mà ngồi, thì dễ bị hôn cầm thì nhiên. Mấy con cũng ngồi mà mấy con tác ý, mấy con nhắc thì ít có khi nào nó bị. Nghĩa là mình thường xuyên mình nhắc. Do đó sao tới cái câu tác ý thứ hai là an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, thì lúc bây giờ đó chúng ta không có tác ý liên tục như cái câu hơi thở hoặc cánh tay ra vô. Ví dụ như đầu tiên chúng ta vào tu để nhiếp tâm trong cái hơi thở hoặc cánh tay đưa ra vô, ví dụ hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, hít thở, hít thở, tác ý từng hơi thở, các con thấy chưa? Còn vì tác ý như vậy á, là chúng ta sẽ nhiếp được bằng cái phương pháp dẫn. Cho nên chúng ta có thể nói là người nào có thể mà chịu khó nhiệt tâm thì chúng ta vào tu là chúng ta đã nhiếp được dễ dàng, không có khó khăn. Có thể mấy con có thể kéo dài 30 phút rất dễ, không có khó. Bởi vì mình có pháp mà, mình dẫn từng cái hành động của cái hơi thở hoặc là từng hành động của cánh tay. Ví dụ như đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, rồi mình đưa ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi mình đưa vô, rồi đưa ra thì mình nói đưa ra, đưa vô mình đưa vô, đưa ra mình đưa ra, đưa vô, thì rõ ràng cái ý của mình luôn luôn nó dẫn cánh tay mình đưa ra, đưa vô, đưa. Mà nếu mà trong khi mấy con chịu khó mà tôi đứng như vậy
thì mấy con sẽ nhiếp được hoàn toàn. Đó là bây giờ về phần con tới cái giai đoạn mà con tu tập. Bởi vì khi mà con nhiếp được rồi, cho nên bây giờ tới giai đoạn của con là con phải tập an trú, an tịnh thân hành. Bây giờ về hơi thở thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con không phải tác ý như cái câu tác ý của hít vô hít ra nữa, mà tác ý an tịnh. An tịnh thì mấy con phải không tác ý nữa, bởi vì nó an, cho nên để cho nó an. Thì bây giờ cái sức của mấy con thì không thể kéo dài một cái thời gian 30 phút mà chỉ hơi thở ra vô để an thì không được, bởi vì nó sẽ lặn vào hôn cầm thì miên, hoặc là có một nghiệm khác sẽ xen vào. Cho nên bây giờ thì mấy con chỉ cần có 5 phút, có 5 hơi thở mà thôi. À, bây giờ các con tập ý an tịnh thân hành, tôi vô. À, hôm mà trước thì dạy mấy con đó là căn cứ vào cái thời gian của mấy con, người 5 phút, 3 phút, 10 phút, 30 phút phải không? Thì hôm nay thầy dạy cho mấy con tiếp tục, người nào chưa nhiếp được thì mấy con sẽ nhiếp vào trong cái hơi thở của mấy con, nhiếp vào cánh tay hoặc nhiếp vào cái bước đi của mấy con bằng cách dẫn nó vào. Mà khi dẫn vào trong 30 phút không có niệm thì mấy con mới tu tập tới cái đề mục khác. Cái đề mục khác tức là cái tác ý khác. Cái tác ý khác là an tịnh tâm hạt. Như bây giờ giả thường thì con phải an tịnh tâm hạt, không còn phải nhiếp tâm nữa, vì 30 phút không có niệm. Mà vì hơi thiếu để kéo dài cái thời gian, cho nên nó vẫn còn bị hôn trầm thì nhiên là thiếu tác ý nhiếp tâm. Chứ còn cỡ mà nhiếp tâm liên tục thì chắc không bao giờ có. Thì bắt đầu bây giờ đó, thay vì thì ở trong cái chỗ nhiếp tâm thì mình lại nhiếp rồi mình lại buông lỏng ra. Thì nếu mà cái sức tỉnh của mình có được thì mình nhắc một lần hít vô tôi biết tôi vô, thở ra biết tôi thở ra, rồi mình hít vô thở ra mà không cần tác ý, thì cái đó nó khó dẫn tâm cũng như con lắm. Nhưng mà có cái điều kiện mà người nào đã có cái sức tỉnh thức cao thì mấy con sẽ hít vô thở ra trong khoảng 5 phút, 10 phút sẽ không có niệm mà không cần tác ý. Thì cái đó cũng tốt, nhưng mà điều kiện là theo thầy thấy mình phải nên tu đúng pháp, dẫn tâm vào đạo. Còn bây giờ tới an tịnh rồi thì nó không thể nào mà mình tác ý liên tục được. Cái lúc này là lúc khó đó, lúc này lúc khó. Tới chỗ mà an tịnh thì nó khó hơn cái chỗ nhiếp tâm thì mình dẫn liên tục, còn an tịnh thì mình không có dẫn liên tục. Cho nên ví dụ như an tịnh thân hành tôi biết hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, hít vô thở ra đến 1, 2, 3, 4, 5 lại tác ý an tịnh thân hành tôi biết hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi ra, rồi lại hít vô thở ra 5 hơi thở. Trong 5 hơi thở đó tự để cho nó biết hơi thở ra hơi thở vô chứ không tác ý nữa. Tại sao vậy? Tại vì nó an, bởi vì mình lắng nghe trong 5 hơi thở đó coi nó có an ổn hay không. Còn mình nếu mà tác ý liên tục làm sao mình ngồi mình lắng nghe, có phải không hay không? À, cho nên vì vậy đó thì con lưu ý cái phần này, lắng nghe trong 5 hơi thở. Mà khi nó an ổn được rồi thì nó an ổn được rồi thì có thể mấy con tăng lên 10 hơi thở, 20 hơi thở, hoặc là mấy con có thể 30 hơi thở. Khi mà thấy thân tâm mình thật có một cái sự tỉnh táo rất là, vì khi nó an nó có một cái sự tỉnh táo rất cụ thể, rất tỉnh, nó mì hôn trầm thiền. Còn nó chưa an thì coi như là mình còn đang vận dụng, cho nên vì vậy nó có thể bị mờ mịt. Do đó mình thiếu vận dụng là hôn trầm thiền miên đánh vô, thiếu vận dụng là cái niệm vọng tưởng sẽ khởi dạng. Cho nên vì vậy mà trong khi đó thấy mà thanh tâm mình thật sự an thì mình lại không tác ý nữa, còn cái lại chưa an thì phải tác ý. Chắc có lẽ mấy con chưa nhận ra cái sự mà an tịnh của một cái khi mà tác ý mà thấy nó an rồi. Cho nên hiện giờ đó, mục đích mình tác ý sao mà nó hiện ra cái tướng trạng an ổn của thân, nó làm cho cái thân ngồi nó rất là khỏe khoắn, nó an ổn vô cùng, nó không nhức mỏi, nó không bị mỏi chỗ này mệt chỗ kia. Đó làm cái thân an và cái tâm nó hoan hỷ, mà cái sức tỉnh nó mình cái kỳ lạ rõ ràng là nó không có như mình ngồi bình thường vậy. Một cái sự gì mà xảy ra nó đều biết rất rõ, nó tỉnh rất rõ, rồi một cái tiếng động rất nhỏ nó cũng nghe nữa, nó rất tỉnh,
nó không có gì mà làm cho nó, cái tâm nó tỉnh, rất tỉnh. Khi nó an được thì cái tâm nó rất tỉnh, cho nên nó không bao giờ nó mờ mịt mà bị hôn thật đó. Bây giờ con phải tu như vậy, tu về cái tác ý thứ hai. Còn tác ý thứ hai, an tịnh tâm lành của Đức Thế Dược, an tịnh tâm lành của Đức Thế Dược, con nhớ về Phật đó. Cũng khoảng 30 phút, mặc dù nó còn an, nhưng mà có thể kéo dài 1 giờ hoặc 2 giờ thì con cũng nên xả, nên xả trong 30 phút thôi, để rồi thầy sẽ tiếp tục giảng tới cái câu tác ý khác nữa, thay đổi câu tác ý nữa. Có thời gian mà thầy cho con nói là năm hơi thở thì đạt ý, năm hơi thở thì con đi học làm như vậy cho đến năm hơi thở. Nhưng mà trong thời gian này thì thầy còn nói là con tăng lên được 2-3 phút nữa cũng được, thì là con tăng lên là 6-7 hơi thở kia đến 10 hơi thở thì thấy nó cũng êm cũng đỡ đi, cho nên con cũng thuộc nó được thời đoạn của con cho tăng lên. Chiều thầy chỉ cho con thì con nghe là thầy là nên cần tập ý chừng nào mà có gì để ta tí để coi nhiếp tâm cho nó hoàn toàn, nó đừng có một cái trạng thái hôn trầm thì nghiêng gì nó xen vô không. Thì sau đó nếu mà được vậy đó, thì con sẽ thay đổi câu tác ý an tịnh tâm hành. Mà khi có sự an rồi đó, thì mới báo cho thầy biết. Chứ còn không khéo thì mấy con sẽ bị lạc cho tâm tưởng nó mất đi. Thì do đó thì con về đi, con nhớ cái lời thầy dạy. Thì về bằng mấy con cũng vậy, về tập lại rồi ghi lại. Thì thấy ở đây mấy con cũng có trình cho thầy, nhưng mà cái vấn đề mà về hơi thở thì mấy con nhớ như thầy nãy dặn đó, mình dùng cái phương pháp như lý tác ý mình dẫn nó. Nếu mà về hơi thở mình không bị rối loạn hô hấp thì mình nên tác ý suốt cái thời gian 10 phút, mấy con thấy hoàn toàn được, mấy con tăng lên, cứ tăng lên dần cho đến 30 phút mà mấy con cứ dẫn, siêng năng tập luyện dẫn, đừng có ngại. Mà nếu mà có trạng thái gì nhức đầu hoặc là gì thì mấy con phải báo cho thầy. Báo cho thầy biết. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà có trạng thái nhức đầu hoặc là căng thần kinh hoặc là hồi hộp hoặc là tức ngực gì đó, tất cả việc mấy con tu hơi thở mấy con bị như vậy thì mấy con phải báo cho thầy biết để thầy sửa lại cho nó đúng cách. Và nếu mà có điều kiện thầy sửa lại thì thầy cũng không bỏ cái hơi thở của mấy con. Nếu mấy con có duyên với hơi thở, thầy không bỏ cái hơi thở của mấy con. Không, mấy con nhớ kỹ, phải tập lại. Chứ không nghĩ rằng bây giờ mình 10 phút rồi mình cứ tập 10 phút đâu, không phải đâu. Bởi vì mình có phương pháp dẫn. Bắt đầu bây giờ mấy con dẫn nó được 10 phút rồi, cái bắt đầu mấy con tăng lên 15 phút liền. Cái mình không thấy được rồi mấy con dẫn nữa, mấy con thấy được thì mấy con tăng, cứ tăng dần đến 30 phút. Chừng 30 phút rồi thì mấy con nhớ rằng khi đó thì mấy con hỏi kỹ là thầy, cũng như hồi nãy giờ thầy dạy khi giác thường là đi trước mấy con một bước đó, là đi tới cái chỗ an tịnh. Nhưng mà hiện giờ khi giác thường chưa dám đi vào cái chỗ cái pháp tác ý an tịnh, mà còn ở chỗ nhiếp tâm, là gì? Căn cứ vào chỗ nhiếp tâm dẫn cho nó đừng có cái ông cầm thiền miên. Hoặc là bởi vì trong đây thì tu thì nó cũng còn bị một chút ít thôi, tầm thì miếng mà thôi, cho nên gì dẫn lại xem xét coi nó còn không. Mà thật sự nó hoàn toàn nó không còn một cái niệm gì hết, là tức là mình dùng pháp mình dẫn nó vào cho nên nó không bị cái gì hết. Thì lúc bây giờ mình tăng qua mình dẫn nó vào cái sự an tịnh, vào sự an tịnh để cho thân tâm mình nó được an ổn thật sự. Mà nếu được an ổn rồi thì mấy con mới trở về tứ niệm xứ. Chứ còn thật sự tứ niệm xứ thì nó phải ở trên cái sự an ổn. Còn tứ chánh cần thì coi như là tùy. Cái tại sao mà mình tu trước tứ chánh cần? Là tại vì mình nhiếp trong hơi thở hoàn toàn nó có những sự chướng ngại, hoặc là trên bước đi nó tùy theo cái duyên, cho nên mình trở về tứ chánh cần, mình ngăn ác diệt ác, nhưng mà mình vẫn giữ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự của mình, để mình thấy từng niệm khởi. Thì do đó mình dùng cái tri kiến của mình quán xả bằng cái phương pháp tứ chánh cần. Cho nên tu cái pháp, những ai mà chấp nhận tu ở trên pháp tứ chánh cần, thì theo thầy thiết nghĩ mà trên cái pháp tứ chánh cần thì nó rất dễ tu, nó không khó. Nhưng mà nếu mà
bởi vì nó không có đòi hỏi mình vận dụng cái công phu của mình trong cái đối tượng của hơi thở hay hoặc là trong cái thân hành của mình, mà mình chỉ vận dụng ở trên cái sự tu tập của mình là ngồi chơi thanh thản an lạc vô sự để được tả tâm thôi. Tả tâm bằng cái có niềm khởi thì tư duy quán xét cái niềm ác đó để mà tả xuống bằng cái tri kiến của mình rất nhẹ nhàng, và đồng thời khi mà tả rồi thì ngồi lại bất động thanh thản an lạc vô sự. Ai có duyên mà tu theo cái pháp đó, như ở đây Kim Quang, về phần Kim Quang có, Kim Quang có dưới không? Con cứ ngồi đi, con ngồi dưới đi. Con hãy lên đây con trình bày về cái pháp mà tu tứ chánh cần của con cho chúng nghe con. Các con nhớ mình rút tỉa từ kinh nghiệm của các bạn, của huynh đệ nha, để rồi mình biết cách để cho mình tu tập cho nó đúng cách. Con trình bày, con ngồi xuống đi con. Há thầy thôi. Không đau, không nhức, không ngứa, không gì hết đó. Nó là an lạc của cái thân.
thanh thản là cái tâm mình nó không có nghĩ ngợi, nó không bận rộn gì hết, nó là thanh thản vô sự, nó không làm gì hết, thân cũng không làm gì mà tâm nó cũng không nghĩ ngợi, tức là nó không làm gì, tức là vô sự, nó bình thường, rất rất bình thường, như một người bình thường mà không làm gì hết, đó là đầu óc không làm mà tay chân không làm, thì đó là vô sự. Còn cái tâm mà nó không có nghĩ ngợi, nó không có lo lắng gì hết, thì đó là thanh thản. Còn cái thân nó không đau, không nhức ngứa gì hết đó, đó là an lạc bình thường. Cũng như bây giờ ai bây giờ thân chúng ta không đau nhức gì, đó là cái sự an lạc của thân mình, đó là cái trạng thái mà hiện bây giờ, chứ nó không phải là có cái gì mà khác lạ hết, nó là cái sự bình thường của một con người bình thường, con người bình thường. Cho nên nhận ra được cái chỗ bình thường đó rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta chỉ cần dùng cái pháp như lý tác ý, chúng ta dắt nó tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, sợ nó động nó nghĩ ngợi cái này kia thôi. Cho nên vì vậy mà mình nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi chơi vậy thôi. Nhưng mà điều kiện các con thấy mình dễ bị hôn trầm, vì mình ngồi hơi đó, mà nếu mà nó không niệm nó dễ bị hôn trầm, mà có niệm thì tức là mình quán mình xả. Mà ở đây là cái phương pháp của mình ngăn và diệt ác pháp, cho nên do đó nó có niệm thì mình diệt, mình xả nó bằng cái sức tỉnh táo mình, bằng cái phương pháp mình khó. Cho nên vì vậy mà giới cái niệm thì không lo, nhưng mà giới cái niệm mà hôn trầm thì nghiêm á thì lo, bởi vì nó mất tiêu, nó làm cho mình không còn tỉnh, mà nó dễ bị. Khi mình ngồi một hơi mà nó không niệm cái nó lâu mình đi vào luôn, không cần chịu, con ngồi xuống mấy con xuống dưới con quỳ, con ngồi. Cho nên vì vậy mà cái phương pháp nào cũng vậy, cái phương pháp nào tu cũng vậy, điều kiện cần thiết là mấy con tác ý, bởi vì mình dẫn nó vào cái chỗ bất động, bất động thanh thản an lạc vô sự, cũng giống như tứ niệm xứ, nhưng mà tứ niệm xứ thì nó không niệm gì, nó nhiếp tâm nó an trú được. Còn ở đây mình chưa có nhiếp tâm an trú được trên cái phương pháp nào hết, cho nên mình chỉ sợ cái hôn trầm thì miên thôi. Còn cái niệm mà nó khởi ra, mà nếu mình không bị mờ mịt, không bị hôn trầm thì miên, không bị mờ mịt, thì do nó cái niệm mình thấy mình biết liền, thì tức là mình xả nó, mình quán mình xả nó, chứ có gì khó, không có khó. Cho nên khi mà mình sợ nhất là cái hôn trầm thì miên, thì trong những cái buổi nào mà mình thấy mình không có hôn trầm tự nhiên thì mình ít tác ý. Còn cái buổi nào mà mình thấy mình bị hôn trầm tự nhiên nhiều thì mình nên tác ý. Nhưng theo thầy thấy ngăn ngừa hơn là để cho nó xảy ra có cái hôn trầm tự nhiên, hoặc là có hôn trầm tự nhiên rồi mình mới sử dụng pháp như lý tác ý thì nó chậm quá, tốt hơn mình ngừa trước. Mình ngừa trước tức là mình sử dụng pháp như lý tác ý, mình thường xuyên nhé, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi mình ngồi một chút xíu, một chút thôi, mình nhắc nữa, tác ý này, tâm thanh thản, an lạc vô sự, tâm thanh thản, an lạc vô sự, rồi mình ngồi lặng lẽ chút, mình nhắc, cứ mình dẫn nó hoài thì chắc chắn không cần để yên cho con vậy. Nhưng có cái điều kiện mà tu hay nhất là khi mình thấy ai bị hôn trầm thì nghiêm, cái hay nhất là mấy con nên kết hợp đi kinh hành là giữ tâm bất động đó, tâm thanh thản an lạc vô sự, mà cứ đi chơi, đi dạ tới đi lui vậy, mà không phải lưu ý với bước đi, chứ không khéo nó cũng tập trung với bước đi, nó không khéo. Thì do đó thì mình cũng nhắc tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, rồi mình đi tới đi lui, đi tới. Mà khi đi tới đi lui á, thì cái câu tác ý của mình thưa ra rồi. Bởi vì mình đi nó động, nó cái buồn ngủ, mà vốn mục đích của mình để cho mình từng cái tâm niệm, cái niệm ở trong đầu của mình nó khởi ra những niệm thiện niệm ác, để do đó mình diệt, là mục đích mình để cho niệm nó khởi, mà niệm nó khởi tức là tỉnh, các con hiểu, niệm nó khởi tức là tỉnh. Cái tu tứ chánh cần á, nó không có nghĩa là do cái chỗ ức chế cái tâm của mình làm cho nó không niệm. Tu tứ chánh cần làm cho nó có niệm, ngồi để cho nó có niệm để mà xả bằng cái tri kiến của chúng ta. Cho nên cái phương pháp đó gọi là ngăn ác diệt ác, ngăn ác diệt ác. Cho nên vì vậy mình muốn ngăn ác diệt ác là phải có niệm mình mới thấy được cái ác pháp mình diệt mà. Cho nên mình dễ dàng. Còn thiện thì mình tăng trưởng cái niệm tốt, cái niệm thiện. Ví dụ như bây giờ nó khởi, mình rút tỉa kinh nghiệm đó, trong khi ngồi tu nó khởi cái niệm, mình lấy cái kinh nghiệm đó mình sẽ tu thật như vậy là tốt. Thì đó là cái niệm thiện, cái niệm nó giúp cho mình rút tỉa kinh nghiệm.
hoặc là nó nghĩ một cái niệm khác, thiện khác nữa. À, hồi nãy đó, ví dụ như Kim Quang hồi nãy của Úc có giao cho mình một cái thơ để cho mình gửi lên trên mạng như thế nào. À, bây giờ lúc nữa thì phải nhớ để cho mình cái lên mạng, cái đó là niệm thiện, phải không? Phải phân biệt được cái niệm thiện, mà niệm thiện thì tăng trưởng để lúc nữa mình làm công việc, chứ không phải là để cái tâm của mình vô niệm, không phải. Cái mục đích của tứ chánh cần là ngăn ác diệt ác cả pháp mà thôi. Nhưng mà tu tập nó không phải là nhiếp tâm để làm cho nó ở trong cái trạng thái bất động của thanh tạng an lạc vô sự, để cho nó đừng niệm, không phải. Mà đây cần cho có niệm để xả, để xả, để làm cho cái tâm tham sân si của mình hết. Và nếu mà nó không niệm nữa là biết nó thanh tịnh rồi, thế gì. Tức là bây giờ mình nhắc nó tâm thanh tạng an lạc vô sự, rồi mình đi tới đi lui, mình thấy suốt cái thời gian mình đi tới đi lui không niệm, suốt thời gian 30 phút không niệm, thì mình thấy à, như vậy là nó sẽ đến cái giai đoạn này đây để hỏi lại. Thì chừng đó khi mà đi như vậy đó thì nó không có niệm gì hết, thì lúc bây giờ hoàn toàn tôi đi, chứ tôi cũng đâu có dùng nó để ức chế nó chỗ nào đâu, tôi đâu có dùng bước đi, tôi đâu có dùng hơi thở, tôi đâu có dùng gì đâu mà nhiếp tâm đâu. Mà tại nó không niệm, nó thanh tịnh đó. Tại vì bây giờ nó hết niệm rồi, bây giờ do nó hết niệm rồi thì tức là mình sẽ đi tướng chỗ tới chỗ khác. Tức là nó từ cái tứ chánh cần nó qua cái tứ niệm xứ rồi đó. Mình tu tứ chánh cần mà khi nó hết niệm rồi thì nó đang bước qua một cái tứ niệm xứ. Bởi vì tứ chánh cần là chánh tinh tấn mấy con, mà tứ niệm xứ là chánh niệm, nó qua cái chánh niệm của nó rồi. Tự nó bước qua, nó không niệm là con sẽ bước qua tứ niệm xứ rồi. Mà khi bước qua tứ niệm xứ thì rất dễ dàng rồi mấy con. Cho nên vì vậy mấy con thấy lúc bây giờ nó bước qua tứ niệm xứ là cái trạng thái thật sự là thanh thản an lạc vô sự, nó mới ở trên tứ niệm xứ. Chứ còn tứ chánh cần chúng ta nói thanh thản an lạc vô sự, chứ sự thật ra đó là cái phương pháp để chúng ta giữ cái thân của mình cho nó yên lặng để chờ niệm đến mình như thế. Cho nên nó chưa thật sự là thanh thản an lạc vô sự, nhưng cái mục đích của nó sẽ chuẩn bị cho bước qua cái giai đoạn của tứ niệm xứ để mà thanh thản an lạc vô sự thật sự. Còn thời gian, hồi nãy như Kim Quang có nói thời gian, thời gian rất cần thiết con. Ví dụ như con tu như vậy, con phải có một cái đồng hồ báo cho mấy con biết 30 phút. Bởi vì thời gian rất cần, bởi vì sức của chúng ta không thể mà kéo dài liên tục từ giờ này đến giờ khác được, khi mà tâm chúng ta chưa quen. Cho nên vì vậy mà chúng ta cần phải dặn một cái đồng hồ báo. Nó có những cái đồng hồ rồi chúng ta chỉ quay nó một vòng vậy. Nó không phải là cái đồng hồ mấy con, nhưng mà quay nó một vòng cái bỏ đó. À, mình quay cho đúng 30 phút, quay một vòng 30 phút, bỏ nó. Rồi đây bắt đầu bây giờ ngồi. Tới chừng mà nó tự tự nó chạy cho đến đúng trở lại cái phút thứ nhất của nó đó, tức là đúng 30 phút rồi, thì bắt đầu nó sẽ reo lên, chứ nó không phải là cái đồng hồ như mình phải dặn 30 phút. Nó có cái đồng hồ nữa. Nó chỉ mình kéo một vòng vậy, mình muốn 5 phút thì mình kéo 5 phút, mình 10 phút mình kéo 10 phút, 30 phút mình kéo được, mình dặn cái nắp nó vậy. Cái, nó có cái mũi kim, nó, cái đầu nó ghi cái dấu ở ngoài. Mình dặn tới cái số 30 phút đó, thì ngay cái chỗ 30 phút thì bắt đầu từ từ nó quay trở lại. Nó quay trở lại, đến khi đúng số 1 thì bắt đầu nó đen lên. Đó là cách thức để cho chúng ta giữ cái gìn giờ giấc mà chúng ta khỏi bận tâm. Giao cái nhiệm vụ cho cái vật dụng đó, cái đồng hồ đó, nó sẽ báo rằng tới đó đúng 30 phút. Và mình sẽ tái nghĩ. Và đồng thời mình muốn tăng lên 35 phút, 40 phút thì mình dặn cái đó lên. À, đó là thầy vừa rồi thì thầy thấy cô Lý, cô Diệu Dân, cô có đem cái vật dụng đó về, thì cô có nói rằng con cũng nhờ cái này mà con mới biết được cái thời gian của mình tu. À, do đó thầy thấy cũng tiện lợi cho những người mới tu tập. Cái sức của mình không thể liên tục kéo dài cái thời gian dài được. Rồi lúc ngắn, lúc dài, lúc ngắn, lúc dài, do đó nó không có tu điều đặn. Còn mình 30 phút, đúng 30 phút xả nghỉ. Nghỉ để cho mình phục hồi cái sức của mình. Rồi bắt đầu tới giờ tu thì mình trở lại tu lại. Tu giờ giấc phải nghiêm chỉnh mới được. Thì do giờ giấc nghiêm chỉnh đó, để có cái sự cố gắng, ráng cố gắng của mình. Rồi giờ giấc nghiêm chỉnh đó, để mình tăng lên. Thứ nhất để mình biết được cái kết quả tu tập của mình trong cái thời gian này. Chứ không khéo mình không biết giờ giấc thì coi như mình tu lu ầm lu ề.
và mình không biết mình có tăng không, mình không biết mình có tiếng không, mình có tu tập như thế nào không. Đó là cái thức mà thấy con nhớ trên cái vấn đề tu tập giờ giấc rất quan trọng đó. Giờ giấc rất quan trọng. Ví dụ tu 1 giờ là 1 giờ, mà 30 phút là 30 phút, đừng tu hơn. Cái sức của mình biết con người của mình có hạn chứ không phải là vô hạn đâu. Từ đó những người người ta tu xong thì cái từ đó thì cái sức vô hạn mình có. Cái mình là con người mình hoàn toàn là cái thân của mình là có hạn. Cho nên vì vậy mà có người thì cái mà gọi là đặc tướng á, có người thì cái sức họ như vậy mà, nhưng mà có người cái sức lại thấp hơn, cái đặc tướng còn thấp hơn. Có người thì cao hơn, nhiều hơn. Đó là mọi người nó đều có sai khác, mà sai khác đó là theo cái luật của nhân quả, theo cái quy luật của nhân quả. Khi sinh chúng ta ra, chúng ta có mang cái thân này đều là theo cái nhân quả của nó cả. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết con người, cái thân con người có giới hạn chứ không phải là vô giới hạn đâu. Cho nên chúng ta phải căn cứ vào giờ giấc nghiêm chỉnh thôi, phải tập luyện giờ giấc nghiêm chỉnh. Mà giờ giấc nghiêm chỉnh là chúng ta hiện giờ lại có những cái phương tiện. Phương tiện là đồng hồ báo thức, chúng ta sử dụng nó mấy con à, sử dụng nó để mà chúng ta căn cứ vào cái sự tu tập, để không bận tâm phải lo lắng. Có nhiều khi chúng ta quên rằng cái sự mà đếm hơi thở cũng là căn cứ vào thời gian. Nhưng mà đếm vào cái hơi thở để chúng ta không có lưu ý vào giờ giấc, còn đồng hồ báo thức thì để cho nó báo cho chúng ta biết cái giờ đó thôi. Còn cái mà chúng ta đếm thì nó cũng xê chút chút ít, nó cũng không sao. Ví dụ như đếm 20 hơi thở là 1 phút, rồi chúng ta phải nhớ đếm 20 hơi thở là 1 phút nữa, cứ 20 hơi thở là 1 phút nữa. Cứ như vậy chúng ta phải nhớ rồi cộng nó ra lại là bao nhiêu phút, đúng 30 phút. Bắt buộc chúng ta phải nhớ nhiều quá nó không, nó khi mà tu tới cái phương pháp mà thanh thản an lạc vô sự, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành tôi biết ra, mà phải bằng tâm phải cộng nhớ lại từng phút mình đếm hơi thở, rồi mình nhớ từng phút để rồi mình cộng lại để đến 30 phút thì mấy con lại dần dần nhiều quá cái sự nhớ của mấy con. Quá nhiều hơn nữa, mấy con phải để tự nhiên hơn. Cho nên vì vậy mà có cái đồng hồ báo thức là phải nhất. Các con cứ thở bình thường, thỉnh thoảng tác ý, tỉnh thoảng tác ý, mà không biết là 5 hay là 10 hơi thở. Cho thầy thấy tập nó tiện là hơn. Rút tiểu qua kinh nghiệm mà sự tu tập, thầy thấy hầu hết một số người nên lấy cái đồng hồ để cho nó báo giờ thôi. Chứ còn mình đếm căn cứ vào cái hơi thở thì mấy con đếm cứ 5 hơi thở đến 1 lần, 5 hơi thở, mình tập ý 1 lần, 5 hơi thở thì đúng đó. Nhưng cái căn cứ vào để mà cái đồng hồ á, để mà các con đếm cứ 5 hơi thở, rồi 10 hơi thở, 20 hơi thở là 1 phút, rồi 5, 10 hơi thở, nó bận rộn mấy con nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên tốt hơn mấy con căn cứ vào 30 phút. Nhưng mấy con đếm 5 hơi thở rồi mấy con tập ý 1 lần, 5 hơi thở, tập ý 1 lần cho đến đúng 30 phút con. Nó đỡ mấy con tính, vừa tính hơi thở mình, vừa tính 30 phút mà vừa đếm 5 hơi thở để tác ý. Còn bây giờ mấy con đếm 5 hơi thở tác ý, 5 hơi thở tác ý thôi. Có vậy thôi, nó dễ cho mấy con. Còn tới chừng đúng 30 phút nó báo mấy con được. Thôi mấy con thấy nó tiện lợi hơn. Chứ không khéo mấy con tính toán rồi, rồi mấy con làm cái đầu óc mấy con nó làm việc quá trời rồi. Chừng đó cái mục đích của mấy con nhiếp tâm mà nó làm đủ thứ chuyện đó, trong đó thì nó rất là mệt nhọc cho mấy con. Rất là mệt nhọc. Theo thầy góp ý với mấy con như vậy, để mấy con biết cách mà tu mà thôi. À, về phần kim quang thì con sẽ giờ giấc nghiêm chỉnh lại 30 phút là 30 phút. Cũng tu 30 phút thôi, thì tại nghĩ con cứ ngồi đi, con không có sao đâu con. Bây giờ thì lúc con đi kinh hành cũng 30 phút. 30 phút. Cũng 30 phút. Dặn đồng hồ. Cũng dặn đồng hồ. Ví dụ như con dòng hồ con để đây, con đi trong cái dòng này, cái dòng dòng tắt không, nó báo là con nghỉ. Tức là dù cái giờ sáng nghỉ thì làm gì? À, giờ sáng nghỉ thì coi như là mình ngồi chơi thôi chứ mình không làm gì hết. Hoặc là xả nghỉ là con tiếp tục con làm bài trong 30 phút, tu 30 phút rồi xả nghỉ. Rồi những cái bài học nào đó thì con sẽ lấy cái thời gian đó con làm. Thay vì mình ngồi nghỉ không thì con cứ uống
thôi mình lấy cái giờ đó mình làm bài, hoặc là mình đọc lại những cái bài trong sách nói về đạo đức này kia cũng là trong cái thời gian đó. Hoặc là mấy con biết là trong khi này thì mấy con đọc lại những cái kinh sách nào mà cần có, mấy con đọc nghiên cứu lại cũng được, không có gì hết cái thời gian đó. Chứ bây giờ mình ngồi nghỉ cũng có chừng, mình cứ mình ngồi đó mà lại nó không chịu nghỉ, nó lại tu nữa. À, tốt hơn hết thì mình nên làm bài, lấy cái thời gian đó mình làm bài, hoặc là mình đọc sách để giúp cho cái tri kiến của mình nó thêm những cái điều cần thiết, hiểu biết thêm, càng tốt cho nó càng tốt. À, chừng nào mà thầy, chừng nào mấy con thấy nhiếp tâm trong 30 phút đi kinh hành mà giữ tâm bất động thanh tản mà hoàn toàn nó tự động, nó không niệm gì hết, thì chừng đó báo cho thầy, thầy sẽ chuyển cho mấy con dần cái pháp khác tu. Rồi thầy kết thúc thời gian cho mấy con kết thúc tu để mấy con chuyển qua khỏi cái pháp tứ biến cầm, tu pháp tứ niệm. Thầy nói nó không có niệm là hoàn toàn không có niệm thiện niệm ác gì hết. Nó không niệm thiện niệm ác, tự động nó hết rồi. Tự động nó. Sau khi mà con đi kinh hành vậy đó, bởi vì khi đó mình con thường xuyên con tác ý tâm bất động thanh tạng là giữ sự, rồi con bước đi không tập trung dưới bước đi mà cũng không tập trung hơi thở đi, mình cứ lắng lặng để mà xem coi có cái niệm nào khởi để mà dùng cái pháp quán để mà xả cái niệm đó thôi. À, cho nên gì đi tới đi lui để cho nó không có buồn ngủ hôn trầm, không hiểu. Còn nếu mà cái giờ mà không có hôn trầm thì niên mình biết cái giờ đó tỉnh thì con ngồi lại tu cũng được chứ không phải không, nhưng mà ít lắm, cần phải chuẩn bị ngăn ngừa nó hơn. Bởi vì mình thấy cái hôn trầm thì niên nó còn thì nên đi kinh hành tu là tốt nhất, tu là tốt nhất, đừng có lười biếng mình ngồi, nó dễ bị hôn trầm thì niên lắm. Bởi vì mình tu cái pháp đó nó không có cái đối tượng nhiếp tâm cho nên nó dễ bị và đồng thời thì mình dẫn dắt nó, thỉnh thoảng mình dẫn dắt nó, ví dụ như tâm bất động thanh tạng mà vô sự, rồi ngồi lặng lẽ để nhìn nó, thì trong khi lặng lẽ mà nhìn nó để cho nó có niệm đặng mình xả thì nó lặng lẽ nó lại nặng đi luôn. Còn con đi kinh hành thì nó không có lặng nữa, con hiểu không? Phải thấy rút kỹ từ kinh nghiệm mình tu. À, bởi vì mình ngồi mình khi mình nhắc nó rồi thì mình ngồi lặng lẽ để mình nhìn coi cái tâm mình có niệm không, nhưng mà nó lặng lẽ thì nó lại không niệm là nó đi luôn, nó đi mình không hay đâu. Cho nên vì vậy đó, rút tỉa kinh nghiệm thì mình biết là cái giờ thật tỉnh là nó không bị hôn trầm thì nhiên thì ngồi được, mà cái giờ mà mình bởi vì mình tu mình biết cái buổi nào nó dễ bị là mình biết dễ đó. Cho nên vì vậy đó, khi mình như vậy thì mình chỉ có đi kinh hành, chuyên năng đi kinh hành tốt, tu cái pháp tứ chánh cần chuyên năng đi kinh hành thì dễ lắm. Chỉ mình đi vậy chứ mình lắng nghe chứ có từng cái tâm của mình coi nó có cái gì mà khởi không, mà nó khởi ra thì tức là mình sẽ xả nó, quán xả nó cái gì. Ừ. Vậy thì con thành công. Dạ, cái thầy em hỏi thêm một câu. À, cái giờ ngủ ấy, con để ý là nếu mình ngủ nhiều quá thì nó cứ nằm mơ, nó dẫn đến những cái trường hợp mà mộng tinh. Ừ, nếu mà khi mình biết rồi, giả sử như 2 giờ mình dậy chẳng hạn, thường 2 giờ mình dậy nhưng mà cứ khoảng 1:45 là bắt đầu nó mơ, nó dẫn coi như trong vòng 15 phút cuối cùng là nó sẽ mơ và nó dẫn đến trường hợp mộng tinh, xuất tinh. Thì nếu bây giờ mình biết như vậy thì mình giờ mình thức dậy sớm hơn 15 phút rồi được không? Thấy như được dẹp bỏ những cái đúng rồi, mình biết vậy đó, mình dẹp, mình tức là mình thức dậy sớm để mình phá nó. Bằng cái đi kinh hành nó hai lười biếng, con đi trước nó hết lười biếng rồi, nó không muốn đi đâu, nó lười biếng lắm. Phải thắng với mình, phải chiến thắng với mình, chứ còn mình không thắng với mình là không ai thắng giùm mình đâu. Cái tâm lười biếng của mình nó ghê lắm, nó ngoài vậy chứ nó dữ lắm. Cho nên mấy con phải cố gắng tu hành rồi mình thấy cuộc đời mình bỏ hết rồi, mình phải chiến thắng với mình nhiều lắm, chứ không khéo mình không thắng nó sẽ dẫn mình đi vào những cái sai, cái tật, cái thói hư tật xấu của nó ham ngủ, nó thích ngủ, những cái giờ khuya thức dậy nó cũng không muốn thức nữa, nó thức đó chứ mà nó không chịu dậy đâu, nó muốn nằm đó nó nướng, nó làm cái tật xấu. Cho nên vì vậy mà giờ giấc nghiêm chỉnh, khi mà chuông báo rồi thì vậy tật nó thành cái thói quen tốt, cho nên từ mình biết là nằm hay mơ là xấu đó. Rồi nó sinh ra mộng tinh rồi này kia nữa còn là tệ nữa, thành ra phải diệt nó cho sạch nó, chứ còn đừng có để
Rồi về cái vấn đề mà bị mộng tinh xuất tinh thì mấy con nên đắc ý nhiều về cái pháp bất tịnh của thân, thân của người nam cũng như thân người nữ, bất tịnh ấy, dơ bẩn, nó sạch, làm cho mình nhàm chán. Và đồng thời mình phải nhìn quán xét, mình thấy con đường sinh tử là nơi chỗ cái tâm niệm đó, nơi chỗ mà sắc dục rất là tệ hại. Một người tu sĩ thì chúng ta phải chấm dứt ngay liền. Người nào mà còn những cái tâm đó như vậy là cái người nào chưa bao giờ thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Mục đích chúng ta hôm nay tu tập là quyết tâm là chấm dứt sinh tử luân hồi. Mà tại sao còn để cái tâm đó, để nó đi vào con đường sinh tử luân hồi đó? Nhất định là chấm dứt. Cho nên đối với cái người tu của chúng ta, cảnh giác rất lớn về những vấn đề đó, chứ không phải xem thường nó đâu. Nó ghê gớm lắm, nó là con đường, cái con đường sinh tử luân hồi của loài người, của muôn vật. Cho nên chúng ta biết rõ ràng, biết chắc thì chúng ta phải chuẩn bị cái tư tưởng của chúng ta và những cái giờ nào, như thế nào mới con biết được tâm, thì phải thức dậy tu tập để cho chúng ta bận vào trong cái sự tu tập hơn là để cho nó rảnh rang. Nó rảnh rang nó sanh bậy, nó sanh bậy đi vào con đường dục, nó nguy hiểm lắm. Quán bất tịnh là một lẽ, rồi còn phải giờ giấc phải nghiêm chỉnh để khắc phục nó, chứ không phải. Và còn phải quán con đường sinh tử luân hồi thì trên vấn đề đó nữa. Đó là cách thức tu tập của mấy con. Còn nhiều chuyện mấy con phải làm, cứ coi vậy chứ nó không dễ đâu. Rồi. Còn Minh Nhân con, con tu tập, con ngồi đó đi con đừng đi. Con tu tập như vậy, con tăng dần lên từ 10 phút, con tăng dần 10 phút lên, 20 phút đến 30 phút bằng phương pháp như lý tác ý, con nhớ không? Nghĩa là mình thường xuyên tác ý cái thân hành của mình để cái tâm mình nó nhiếp vào trong cái thân hành đó, thì như vậy mới có kết quả thôi. Nhớ tu tập cho kỹ rồi sau này sẽ tăng dần lên. Chừng nào mấy con tu tập tứ niệm xứ xong rồi, thì chừng đó thì mấy con sẽ được ở gần bên thầy. Nghĩa là thầy sẽ lo lắng cho cái đời sống của mấy con khi mà tu được tứ niệm xứ bất động, dù là các con cư sĩ cũng được theo thầy sát bên với thầy, thì giảm con luyện thần lực. Bởi vì trong những cái luyện thần lực đó thì coi như là chỉ gần ở bên thầy thì mấy con sẽ không bị lạc vào cái tưởng lực. Còn nếu mà không có thầy thì không có chỉnh kịp thì mấy con sẽ bị tưởng lực. Nó rất khó cho mấy con khi đi đó, mấy con không có đủ lực thì mấy con không có vào được cái chánh định. Mà cái tưởng lực thì mấy con cũng không vào được cái chánh định, mà vào được cái tàng định. Cho nên trong khi đó thì mấy con ở, khi nào mấy con nhiếp tâm được, an trú được thì mấy con sẽ trở về với cái pháp tứ niệm xứ. Nghĩa là coi như là trong lúc này mấy con học về giới luật đức hạnh, mấy con giữ nghiêm chỉnh chứ không phải là đơn giản đâu. Bởi vì mấy con nhiếp tâm và an trú là mấy con vượt qua một cái giai đoạn ngăn ác diệt ác bằng tứ chánh căn. Mà nếu đời sống các con bị phạm giới là không bao giờ mấy con nhiếp tâm an trú được. Nghĩa là cái trạng thái an trú mấy con không đạt được. Thầy nhắc nhở, bởi vì khi mà như thầy hồi nãy nói, nhiếp tâm mấy con dẫn nó vào cái cánh tay hơi thở, mấy con nhiếp được 30 phút. Nhưng mà an trú thì mấy con khi mà con thở hơi thở, mấy con tắt ý để mà cho nó an trú, thì câu tắt ý mấy con có một câu thôi. Rồi mấy con lại hít thở 5 hơi thở, hoặc là cánh tay mấy con đưa ra đưa vô thôi. Rồi sau đó mấy con đưa ra vô mà không có gì cả, hoàn toàn không tác ý nữa. Lúc bây giờ chừng nào mà cái tướng trạng của sự an trú nó hiện ra. Còn nếu mà nó không hiện ra thì mấy con tu hoài mà cái sự an trú là do cái tâm của mấy con phải ly dục ly ác pháp, hoàn toàn phải cấm đúng giới luật. Mấy con sống ở đây rồi mấy con chạy ra kia, mấy con nói chuyện, mấy con phá hành độc cư thì mấy con cũng không đạt được đâu. Thầy nói thật rồi, chứ đừng nói đâu. Bởi vì nhiếp tâm và an trú, muốn nhiếp tâm thì mấy con dẫn nó vào cái phương pháp nhiếp tâm.
Mà nếu mà mấy con đi nói chuyện, mấy con giữ giới hạn, mấy con giữ nghiêm chỉnh, thì làm cái gì mà con xả được tâm, mà con xả được tâm thì mấy con nhiếp cũng không được. Rồi bắt đầu bây giờ đến cái an trú rồi, nó khó hơn nhiều. Nó khó hơn nhiều cái chỗ nhiếp tâm. Bởi vì nhiếp tâm mấy con có pháp, mấy con dẫn nó vô. Cũng như cầm cái sợi dây con trâu mà có cái sợi dây xỏ cái dây vàng nó rồi, thì mấy con cầm sợi dây mấy con cứ dắt nó đi theo thì mấy con được rồi. Nhưng bây giờ đó, con trâu của mấy con là con trong rừng rồi cho nên mấy con thả lỏng thì nó ăn lúa mạ, nó không có bao giờ nó có được an trú. Cho nên giới luật mà không nghiêm chỉnh đó, bởi vì rõ ràng là mấy con tiếp duyên với người này người kia, mấy con nói chuyện hoặc là mấy con ăn uống phi thời, những cái giới luật như vậy mấy con sai. Rồi ngủ phi thời này kia, đó là mấy con nuôi dục rồi, mấy con không ly dục giải pháp này. Còn giới luật của Đức Phật mấy con giữ gìn nghiêm chỉnh, tức là nó ly dục giải pháp. Còn cái giới độc cư là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, nó phòng hộ được sáu căn của mấy con để cho nó nghiêm chỉnh trong giới luật chứ gì. Tức là nó tự động nó đã ngăn ác và diệt ác pháp rồi. Cho nên từ cái chỗ tu pháp nhiếp tâm để an trú là nó đã ngăn ác diệt ác sân thiện tăng trưởng thiện. Mà nếu đạt được thì mấy con sẽ vào tứ niệm xứ, có phần hiểu chưa? Mà nếu mà đạt không được thì mấy con cứ đứng ở chỗ này thì phạm giới. Mà do cái giới luật mấy con không nghiêm chỉnh, mấy con sẽ không có an trú. Bởi vậy thầy biết, ví dụ như mấy con tu đến đây thầy không bao giờ ở gần mấy con đâu, nhưng ít ra mấy con cũng phải phi thờ một cái gì phạm giới trong này, cho nên mấy con không dám, nhưng không an trú được. Nó an trú nó không phải là cái trạng thái bình thường, cũng như cái người tu tứ chánh cần, nó thanh thản an lạc vô sự, nó bình thường. Nhưng mà cái an trú của mấy con, nó thanh thản an lạc vô sự của nó có một cái trạng thái đặc biệt của nó. Bởi vì ở chỗ nhiếp tâm thì phải nó có cái hỷ lạc của nhiếp tâm chứ, nó khác mấy con. Cho nên vì vậy á, mà do cái chỗ mà mấy con giữ luật nghiêm chỉnh cộng với cái sự nhiếp tâm của mấy con, thì đó là mấy con ngăn án gì đó như trên tứ chánh. Mà đạt được rồi thì giới luật mấy con nghiêm chỉnh rồi thì mấy con bước vô tứ niệm xứ. Mà bước vô tứ niệm xứ mấy con thấy cái trạng thái, bởi vì do cái sự nhiếp tâm và an trú của mấy con, thì cái trạng thái mà bất động thanh thản là vô sự nó sẽ kéo dài đó. Nó kéo dài cả 1 giờ, 2 giờ cho đến 6 tiếng đồng hồ, rất dễ dàng. Rất dễ dàng, không có khó. Nhưng giới luật không nghiêm chỉnh là hoàn toàn mấy con vô không được cái chùa cổng này. Tức là bước vô cổng không được. Cho nên giới luật càng nghiêm chỉnh thì mấy con sẽ dễ dàng vô, do cái chỗ nhiếp tâm này. Và khi mà vô được rồi thì thầy sẽ lôi mấy con gần bên thầy hết, không được để xa. Bắt đầu qua một cái giai đoạn tu luyện nỗ lực, luyện thần lực. Bắt đầu mấy con cũng như là bắt đầu mới vô, bắt đầu phải luyện cái nỗ lực bằng cái phương pháp nào, bằng cái thanh thần nào, bằng cái hơi thở nào, bằng cái điều mục nào. Thì trong khi đó thầy sẽ dạy cho mấy con tu tập liền mỗi hàng ngày, cũng là cái phương pháp như lý tác ý chứ không có gì khác hết. Nhưng mà phải luyện cái hành động nào trước, hành động nào sau, luyện nó phải đạt kết quả như thế nào, xong rồi dẫn dắt cho đến khi mà mấy con tác ý tâm ly dục lẽ pháp nhập sơ thiền, thì ngay đó thân tâm mấy con vào sơ thiền, nó có năm chi thiền hiện ra rõ ràng, mới gọi là sơ thiền của tứ thánh định. Chứ không phải bây giờ chúng ta ly dục lẽ pháp để nhập vào cái tứ chánh cần, hoặc là ly dục lấy ác pháp để nhập vào tứ niệm xứ mà thôi. Còn mục đích mấy con nhiếp tâm và an trú là để nhập vào trạng thái bất động của giới luật đức hạnh, nghĩa là mình nhiếp tâm an trú mà chưa đúng, mà không bị lạc vọng tưởng thì phải giới luật nghiêm chỉnh. Mà giới luật mấy con không nghiêm chỉnh thì mấy con sẽ an trú nó sẽ sai pháp, nó sẽ bị lọt vọng tưởng. Các con thấy chưa? Coi như vậy chứ mấy con phải giữ giới ghê gớm. Còn cái kia người ta dùng tri kiến người ta, cho nên vì vậy đó người ta tu tứ chánh cần là khi mà cái tâm người ta khởi phi thời, người ta biết liền, người ta ngăn diệt nó liền. Khi mà người ta đến đó người ta nói chuyện tào lao là người ta biết liền, người ta ngăn liền. Mà giờ người ta đến người ta nói chuyện với một cái điều thiện là người ta cho phát triển. Còn mấy con không được, bị nhiếp tâm và an trú nó khác. Mấy con đi nói chuyện không được. Mà mấy cái người mà tu tứ chánh cần người ta đi nói chuyện được, mà ta nói chuyện người ta biết, khi mà người ta nói chuyện điều đó là điều làm thiện của người ta tăng trưởng. Cho nên trong tứ chánh cần nó ngăn ác diệt ác mà sân thiện tăng trưởng thiện, người ta cho cái người đó được tiếp nói chuyện, mà nói chuyện trong thiện pháp chứ không được nói chuyện tào lao.
Còn mấy con nhiếp tâm và an trú thì không có quyền được nói chuyện, phải giữ được sự trọn vẹn. Mà mấy con nói chuyện là mấy con sai. Mấy con hiểu chưa? Mấy con phải hiểu được cái pháp chứ. Nếu mà không nắm được cái pháp rồi, mấy con mấy cái ông này ông cũng tu như vậy, tôi cũng nói chuyện, tôi cũng tu nói chuyện, mà trong khi mấy con nói chuyện tầm bậy á. Người ta nói chuyện bằng cái phương pháp đó, người ta biết, người ta nói thiện ở trong cái thiện pháp chứ không phải là trong ác pháp. Còn mấy con nói chuyện tào lao không chứ mấy con đâu có biết, mấy con đâu có tu chứ chứng tầng đâu mà con biết đâu mà đi ra nói chuyện. Mấy con chỉ biết nhiếp tâm và an trú, mà mấy con đi nói chuyện là mấy con sai rồi, mấy con phải vòng hổ thì nó mới đúng. Còn người ta nhiếp tâm ở trong tứ chiến cần thì người ta biết cái thiện cái ác, người ta nói chuyện được đó, bởi vì người ta dùng cái tri kiến, người ta sử dụng cái đầu óc của người ta, nó muốn khởi ra một cái niệm đi nói chuyện thì người ta biết mày giờ này là nói chuyện này không được, nhất định là ngăn diệt liền tức khắc không để. Cho nên người ta có cái tri kiến phòng hộ, còn mấy con không có tri kiến phòng hộ, mấy con bị à, mấy con thấy chưa? Nói cho rõ ra để học từng pháp, cách thức tu tập đúng từng chi tiết, chứ nếu mà sai một chút là sai khác. Cho nên mấy con thấy mình tu nhiếp tâm và an trú khác hơn cái người mà tu tứ chánh cần. Người ta ngăn diệt bằng cái tri kiến người ta, chứ không phải là người ta ngăn diệt bằng cái sự nhiếp tâm. Còn mấy con là ngăn diệt bằng cái sự nhiếp tâm của mấy con, ngăn ác diệt ác bằng cái sự nhiếp tâm của mấy con. Cho nên giới luật mấy con nghiêm chỉnh thì mấy con mới ngăn ác diệt ác được. Đó, đó là cái phương pháp của các con tu nhiếp tâm và cái phương pháp tu tứ chánh cần. Và đồng thời nếu mà bước sang qua tứ niệm xứ thì hai bên đều bước sang qua tứ niệm xứ đồng chung nhau ở trên cái chánh niệm. Mấy con nhiếp tâm rồi mấy con cũng phải trở về tứ niệm xứ. Mà cái người tu ngăn ác diệt ác ở trên tứ chánh cần rồi họ cũng bước vào tứ niệm xứ. Các con thấy chưa? Bước tứ niệm xứ là cái chỗ mà giữa hai pháp này nó sẽ gặp nhau trên một điểm tứ niệm xứ. Do đó tứ niệm xứ mà đạt được kết quả rồi thì nó sẽ bước đến tứ thần túc, nghĩa là luyện tứ thần túc. Cho nên nó có được tứ thần túc rồi thì bắt đầu nó mới nhập các định. Nó nếu con thấy phải đi từng pháp chứ nó đâu có muốn pháp nào nó vô pháp nào tu đại được đâu. Cho nên nó còn một cái thời gian, khi mà mấy con thấy mấy con nhiếp tâm và an trú thì mấy con sẽ tu cái pháp đó. Rồi bắt đầu mấy con nghĩ bây giờ mình nhiếp tâm an trú nghe coi bộ nó không ấy, thôi để tu tứ chánh cần. Mấy con là kiểu này là còn phá giới nữa. Đã mình nhiếp tâm trong hơi thở, mình nhiếp tâm trong cánh tay, nó không bị rối loạn, nó không bị mệt tức ngực của mấy con, nó không bị nặng đầu nhức đầu của mấy con, mà nó lại có kết quả của mấy con là đẩy lui bệnh rất dễ. Rất dễ bị nhiếp tâm an trú mà thân mấy con có bệnh đau mấy con không còn sợ nữa. Còn cái người mà người ta tu tứ chánh cần thì người ta chỉ quán xét, người ta xả vậy thôi, chứ còn cái thân đau người ta không có an trú được, cho nên người ta đẩy lui bệnh rất khó chứ không phải dễ đâu mấy con. Còn mấy con nhiếp tâm mà được an trú rồi bệnh đau mấy con đẩy lui được, nó làm cho giảm được cái sự đau. Còn người ta tu tứ chánh cần thì người ta dùng cái pháp, ví dụ như người ta đi kinh hành vậy, hoặc là người ta ngồi vậy, cái tâm bất động người ta, nó tự nó bất động rồi, nó cũng kéo dài, nó ít niệm, nó không có thưa niệm rồi, thì người ta tác ý cái bệnh người ta đuổi cũng được, nhưng mà cái tâm người ta nó rất tỉnh táo, nó không còn niệm nhiều thì người ta mới đẩy được. Chứ còn ngồi chừng 3 phút, 2 phút nó có một niệm, hai niệm, nó còn đang động thì họ đẩy lui bệnh không được. Còn mấy con vào, mấy con nhiếp tâm thì mấy con vẫn có pháp, vẫn vào thì mấy con nhiếp tâm được liền. Từ 10 phút, 30 phút rất dễ dàng, bởi vì pháp dẫn mà, chứ đâu phải là khó khăn đâu. Cho nên mấy con cứ nghĩ là mình cứ tu 10 phút thôi, không phải. Cái phương pháp mà nó có phương pháp, mấy con phải dẫn đi tới 30 phút liền, liên tục 30 phút dẫn được chứ đâu khó khăn. Không phải cần phải tu tập đâu, 30 phút rất dễ dàng. Nhưng mà phải tập cho nó nhuần nhuyễn, cho nó thấm nhuần thì nó mới đạt được mấy con. Đó thì mấy con nhớ chưa? Ở đây thì mấy con có ghi lại cho thầy rất là điều này thầy sẽ ghi lại như thế này thì rất kỹ, rất tốt. Là thầy theo dõi mấy con rất dễ, là tại vì thầy rất bận công việc. Nhưng mà thầy đọc lại, thầy thấy mấy con tu vậy được thì thầy cứ để cho mấy con tu, tiến tới tu, chứ không có thay đổi. Nhưng mà hôm nay gặp để mà thầy nhắc chung cho mấy con hết, là cái người nhiếp tâm là phải dùng phương pháp dẫn cho nó đến 30 phút.
Từ hôm đó tới nay thì mấy con tập như 10 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút. Thì bắt đầu bây giờ người nào mấy con ở trong cái lúc này thì mấy con phải dẫn cho nó, người nào cũng đến 30 phút. Không được nói mà là còn 5 phút, 10 phút nữa, mà 30 phút. Nghĩa là phải dẫn 30 phút thôi. Chết bỏ, nhất định là chết bỏ. Bởi vì mấy con đã từ cái ngày mà gặp thầy đã mà phân cho mấy con cái pháp là nhiếp tâm và an trú đó. Mấy con đã tập cái pháp nhiếp tâm rồi. Thì bây giờ lại phải cái thời gian này gặp thầy là từ đây về sau là 30 phút. Không có được người nào nói tôi còn tu 10 phút nữa. Nghĩa là chết bỏ chứ không có nói, nói 10 phút nữa. Phải dẫn, dẫn cho suốt 30 phút. Mệt, coi như là mấy con mệt lã người cũng phải dẫn 30 phút. Chứ còn mệt quá thôi bây giờ thôi, tôi dừng 15 năm, không có lên từng bước nữa. Bây giờ có phương pháp dẫn nó. Nếu không ấy thì hai tay trì đầu nó dẫn đi. Nói bởi vì nó không chịu đi thì mình lôi nó, lúc cho mạnh nó phải đi. Chứ đừng không có nói, không có dễ vui với nó là bây giờ thôi tập từ từ lên cũng phải. Ở đây có phương pháp đàng hoàng, xỏ dàm cho được. Coi như là mình cột cho được rồi thì bắt đầu bây giờ phải đi thôi 30 phút. Chừng nào mà phải quyết định dẫn như vậy mới được, chứ còn yếu yếu rồi mấy con. Cái thời gian mấy con tập cho tới được 30 phút nó kéo dài một năm nữa rồi sao? Rồi thầy không lẽ thầy ngồi để thầy chờ hoài sao? Ít ra thầy cũng phải vào niết bàn chứ, không lẽ giờ mấy con dẫn câu gì mà đi chậm chạp quá vậy là sao mà làm công việc nên. Cho nên mấy con biết rằng thầy hướng dẫn cho mấy con là cái mấy con mà đạt được mà luyện tứ thần túc xong rồi thì chắc chắn là thầy sẽ vào niết bàn sớm chút. Để mà kéo dài thì trễ quá, cực. Các bạn biết không? Cực lắm chứ không phải không đâu. Nghĩa là bây giờ xong xuôi rồi đó, tất cả những cái cơ sở mà xong xuôi rồi thầy còn ra ngoài Ninh Bình, Nghệ An, Hà Nội để mà trợ giúp những cái góp ý cho bên cho Thanh Quan, cho Bắc Tâm, cho ở ngoài Hà Nội, để cho những người đó người ta xây dựng những cái trung tâm ăn dưỡng. Và ở tu viện thì cô Út lại mở thêm một cái các cái lớp học để cho đồng bào xung quanh đây người ta đến người ta học đạo đức. Bởi vì họ rất ao ước, nhưng mà chúng ta cho dân mà vô trong cái tu viện của chúng ta thì chắc chắn là chúng ta không có yên đâu, khó tu lắm bởi vì động. Vậy mà chỉ có cái tu viện thì phải để cái tu viện riêng, cho nên vì vậy mà thầy bảo cô Út phải lo xây dựng cái trường học ở ngoài kia để cho bà con ở trong cái thôn xóm ấp và đồng bào ở trong cái huyện cái xã này, tất cả các cái huyện này người ta ra đó để người ta học đạo đức. Đó là cái ước muốn của nhà nước, cũng mong muốn có cái điều để mà học đạo đức, cho nên vì vậy mà thì đề nghị của Úc phải lo cất cái trường học rồi đó. Cái trường học rồi đó là cất mấy lớp học chứ không phải là một lớp học, bởi vì cái số lượng người đông. Do đó thì coi như là các con phải cố gắng đào luyện cho mấy con, khi mà cái trường học nó thành hình thì trong cái số mấy con là ít ra nó cũng phải là có người đứng lớp giảng. Đứng lớp giảng. Tại sao? Tại vì mấy con tu rồi, không lẽ mấy con bắt chước thầy mấy con đi sao? Thầy còn chưa đi kia mà. Thì bây giờ mấy con cũng phải đi ra đứng lớp giảng chứ. Thì khi đó thì phải đào luyện mấy con tiếng nhau. Thì bây giờ phải nhiếp tâm 30 phút liền, chứ bây giờ mấy con chờ sang năm mới nhíp 30 phút thì thôi rầu rồi, thầy chắc yên mất rồi, còn ai mà đứng lớp dặn. Thì trường học mở rồi làm gì đây? Có phải không mấy con? Ít ra mấy con phải thay thầy làm công việc trợ giúp cho bà con người ta. Trong khi mấy con học đạo đức, mấy con thấy đạo đức rất cần thiết, đạo đức nhân bản rất cần thiết cho con người mà. Người ta chưa hiểu mà. Bây giờ mình dạy cho người ta hiểu. Mà mình dạy là một con người mình phải giới luật, tức là mình phải là con người đức hạnh. Mình mới cái gương hạnh của mình, cái thân giáo của mình mà. Rồi kế đó là cái thân giáo, mấy con phải làm chủ được sự sống chết. Mà giờ không có luyện được thần lực, nội lực thì mấy con làm sao làm chủ được sự sống chết? Làm sao mấy con nói lên được? Mấy con thấy chưa? Cho nên khi đó, đó thì trong cái số mấy con ngồi trước mặt thầy mà tất cả mọi các con nỗ lực tu tập, không? Các con nỗ lực tu tập. Thì trong chiếc áo cư sĩ mấy con dẫn đi ra làm giảng viên, mấy con đứng ra dạy đạo đức được chứ đâu phải không? Thì thầy bổ nhậm cho mấy con khi tu xong rồi. Thì mấy con ở quê đâu thì bổ nhậm cho mấy con ở về đó, mấy con sẽ làm công việc. Ở đây thì cái số người ở đây thì họ sẽ bổ nhậm ra những cái lớp học này họ làm việc. Các con thấy không? Mà khi nào mấy con làm chủ sinh tử, chứ bây giờ mà thầy đưa ra mấy con chưa làm chủ sinh tử, mai mốt nó giật gần
nó giật chân giật tay mấy con méo miệng đó. Lúc bây giờ trời ơi, thầy dạy tôi một cái kiểu này đạo đức thì khổ quá, như thế này thì học trò làm sao tin mình, có phải không? À, thí dụ như bây giờ đó mình bệnh đau là mình đuổi liền tức khắc, không có bệnh đau gì hết, thì như vậy mấy con mới được, mấy con biết được cách thức, mấy con làm chủ sinh tử rồi, cho nên mấy con yên tâm, mấy con không sợ gì hết. À, muốn chết hồi nào chết không? Cho nên mấy con đứng lớp, mấy con dạy giới luật, mấy con phải nghiêm chỉnh. Mấy con đâu có à, bây giờ thí dụ như dạy rồi cái ra rồi kia cái uống ly cà phê sữa à, hoặc là ăn cái bánh thôi, ông thầy này ông nói đạo đức cái kiểu gì mà phi thời quá trời, có phải đúng không? Cho nên trong cái vấn đề nó phải đúng nghiêm chỉnh mấy con. Cho nên mình nói là mình nói đúng, mình làm đúng theo cái lời nói của mình chứ không làm sai. Đó là cách thức tu tập. Cho nên bắt đầu ở đây mấy con phải 30 phút nhiếp tâm hết. Còn những người nào mà tu bị trên hơi thở mà rối loạn thì trở về tứ chánh cần, tu tập như kim quang. Các con nhớ kỹ ha, tu tập như kim quang. Đó, cũng từ đó mà nếu mà mấy con tu tập hàng ngày mà siêng năng tu tập đúng, chứ trở về mà lười biếng mà nó tu tứ chánh cần lười biếng không ngồi chơi đó, thì chơi riết là chắc chắn là chẳng có ra gì hết đâu. Bởi vì khi mình ngồi chơi, thực Phật đã nói cái danh từ ngồi chơi chứ không phải ngồi chơi như cái người thế gian. À, cũng như mấy ông mà đục đẽo làm được cọp cạc đó, à, bây giờ mấy ông ngồi chơi là mấy ông đục đẽo nữa. Đó là hoặc là ra quán kia ngồi uống rượu chơi đó, thì cái chuyện đó thì thôi khỏi nói ở đây rồi. Bởi vì cái nó ngồi chơi có nghĩa là chúng ta đang làm một công việc rất lớn, chứ không phải là ngồi chơi bình thường với một người phàm phu mà không có còn làm cái công việc lao động của họ. Cũng như ngồi chơi của một nhà văn mà bây giờ không còn ngồi cầm cái viết mà suy nghĩ viết, bây giờ nghỉ xả hơi rồi xem tivi đồ này kia, thì cái ngồi chơi đó không xài được đâu. Ở đây có ngồi chơi cái kiểu đó à, cho nên ngồi chơi là có nghĩa là mình hoàn toàn không có bận việc của thế gian ngồi chơi, nhưng mà rất bận việc của sự tu tập ngăn ác diệt ác. Cho nên nó ngồi chơi là như vậy, dùng cái danh từ để dễ hiểu là chúng ta không còn làm cái chuyện gì thế gian nữa, chứ không phải là chạy cái bếp nấu cơm nữa đâu, thải cái chuyện đó đâu, phải lo đói lo no nữa đâu. Thì ngồi chơi không có lo cái gì nữa, thậm chí ăn cũng không có lo nữa, thì tức là bỏ hết những cái chuyện thế gian mà chỉ còn có cái chuyện ngăn ác diệt ác từ trong cái tư tưởng của chúng ta mà thôi. Cho nên các con nhớ kỹ, người nào mà tu trên tứ chánh cần thì phải giờ giấc phải nghiêm chỉnh, không? Giờ nào ra giờ nấy. Những giờ mà không có tu tập thả nghỉ thì làm bài, đọc sách kinh để thu thập những cái điều cần hiểu biết, để hiểu biết, để xả tâm chứ gì. À, cái giờ xả tâm thì hoàn toàn là sử dụng cái hiểu biết để xả tâm. Còn cái giờ mà nghỉ không có tu tập thì cái giờ đó bồi dưỡng cho cái tri kiến hiểu biết bằng cách chúng ta làm bài, bằng cách chúng ta đọc thêm những sách vở cần thiết cho cái giới luật đức hạnh, để mà chúng ta không có phạm giới, sống đời sống đức hạnh cụ thể rõ ràng. Đó là người tu tứ chánh cần. Thì như vậy rõ ràng mấy con thấy có giờ nào mà gọi là xả nghỉ ngồi không đâu, có phải không? Đâu có giờ nào mà nghỉ đâu. Còn các con nhiếp tâm và an trú tâm thì cũng vậy. Cái giờ mà mấy con mà gọi là không tu tập xả nghỉ là cái giờ mấy con quan sát lại coi giới luật của mình nghiêm chỉnh hay chưa, chứ không phải là bây giờ tôi xả nghỉ thôi chạy lại thất ông kia ngồi nói chuyện, thì cái này không được. Ở đó mấy con phạm giới rồi, bị nhiếp tâm và an trú là nó cần cái những hành động sống đúng giới, không thể phạm giới. Là do đó mấy con phải đập cư 100% phòng hộ nhiếp tâm của mình, chứ không phải dễ dãi. À, còn mấy con tu tứ chánh cần cũng nói vậy, bây giờ thôi tới hết giờ này xả nghĩ tôi lời thất kia nói chuyện, không phải, làm vậy sai, không có đúng. Bởi vì xả nghĩ là phải ngồi viết để mà trao dồi cái tri kiến của mình, thêm cái phần hiểu biết để xả. Các con hiểu, nó cũng đâu có thẳng đâu. Trừ ra bây giờ đó mình mới nghĩ một cái điều thiện là bây giờ đó là phải dọn dẹp cái gì đó để cho nó sạch sẽ trong cái tu viện cho mỗi tu sinh mình, thì cũng như vậy được. Chứ mà ngồi xả nghĩ rồi bây giờ mới nghĩ bây giờ mình lại
gặp cái anh A, anh B, anh C gì đó để mà bàn bạc cái chuyện tu hành cái này kia. Như vậy khi mà người ta cần thì mình mới bàn, mà người ta không cần mình đến mình phá người ta cũng không được. Cho nên mình phải suy nghĩ, họ phải thấy anh đó anh tu sai như vậy đó, anh B, anh A tu sai, mình định mình đến mình hướng dẫn anh ta để tạo nghiệp, đó là thiện mấy con. Nhưng mà khi người ta không cần mình đến mình nói, người ta có nghe không? Người ta có nghe mình điều đó không? Người ta cần thì mình nói. Khi mà vào ở trong cái lớp học chung á, thì mình nhắc, mình thương á, mình nhắc trong cái sự tu tập của anh A, B, C đó, nghiên cứu trở lại có những cái khuyết điểm gì đó, mình không nói thẳng ra sợ tự ái người khác, cho nên mình có nhắc khéo bằng cách này mình cách khác ở trong lớp học. Chứ trong khi đó mà khi mà về thất để cho người ta yên tu, đương làm bài vậy cái mình lợi cái nói chuyện cái gác qua, là như vậy mình có thiện đối với thiện không? Không có thiện. Các con phải tư duy suy nghĩ, vì tu tiếp chính cần nó đòi hỏi cái tri kiến mấy con ghê gốm đó. Một niệm đó mà toàn thiện, mà nó nửa thiện nửa ác thì trong đó không được. Nó phải toàn thiện mình mới được. Tức là cái niệm này nó đem lại cái sự bình an cho mình mà cho người thì được, mà nó đem cho cái sự mà mình đến đó, mình nói chuyện họ để giúp cho họ. Nhưng mà mình nghe cái giờ này anh ta đang làm bài hay hoặc làm gì đó mình đến, như vậy là chưa phải được. Để mình chờ cái dịp nào đó để mình giúp, thì cái niệm đó niệm thiện mà nó biết cái thời điểm của nó để mà nó giúp cái người đó thì như vậy mới đúng. Nó cũng phải tư duy suy nghĩ đắn đo lắm nó mới gọi là thiện, thật thiện. Chứ không khéo nó mang theo cái nửa ác nửa thiện trong đó thì nó lại làm cho mình bị lầm lẫn ở trên cái pháp ác mà không thấy nó là cần thiện. Cho nên tu chứ chính cần mấy con dùng cái tri kiến ghê gớm lắm, chứ không phải đụng đâu mấy con cũng nói là thiện thiện, nó lừa đảo mấy con thiện mà rốt cuộc là ác pháp không đó. Thì rốt cuộc rồi tứ chánh cần mà ngăn hoài mà không hết, nó không hết ác pháp, nó bị ngăn ác diệt ác mà tinh thiện tăng trưởng thiện. Cho nên nó còn tìm theo pháp thiện, nhưng mà pháp thiện khi muốn sử dụng cái pháp thiện thì mấy con phải cần cân nhắc suy nghĩ rất kỹ rất kỹ, nó phải hợp thờ đúng cái thời điểm của sự kiện đó phải làm là đúng. Cho nên thầy căn dặn mấy con phải kỹ lưỡng đi đó. Rồi trong cái vấn đề tu tập thì mấy con nhớ là cái vấn đề giới luật rất là quan trọng, rất là quan trọng chứ không phải ít. Còn Minh Điền có đây không con? Không có à? Có không con? Minh Điền tu bây giờ đã con sử dụng cái thời gian, cái thời gian nhiếp tâm của con mà luôn luôn 30 phút đạt được rồi, thì bắt đầu chuyển qua cái sự an tịnh thân hành, thì con chuyển qua câu tác ý đó để nó hiện ra cái sự an ổn nhất của con. Và cũng từ đây về sau thì cái giới luật càng lúc mà tu tới cái chỗ mà an tịnh thân hành thì giới luật càng nghiêm chỉnh, càng nghiêm chỉnh thì nó đi mau hơn. Và đồng thời khi mà cái sự an tịnh thân hành con nó kéo dài khoảng thời gian 30 phút mà nó có cái trạng thái an, có thể tăng lên 1-2 giờ được, nhưng mà khi mà nó được an tịnh tâm thanh tâm con rồi mà suốt trong thời gian 30 phút thì con hãy báo cho thầy, thì thầy sẽ trợ giúp cho con bước qua cái giai đoạn tu tứ niệm xứ, hoàn toàn ở trên tứ niệm xứ để đạt được cái chất lượng của tứ niệm xứ xong thì đi vào luyện thần lực. Càng sớm càng tốt, bởi vì tuổi cũng lớn rồi mà con. Cho nên vì vậy nhớ kỹ về vấn đề hôm nay thì coi như là cái phần nhiếp tâm con 30 phút thì coi như xong. Mà cái gì phần mà an tịnh 30 phút thì tiếp tục tu tập cho đến khi mà đạt được cái phần 30 phút an tịnh cho thầy. Rồi từ đó thầy sẽ dẫn dắt thêm. Nhớ kỹ nha con. Bây giờ là tu đừng có trở lại nhiếp tâm nữa, mà an tịnh đó, an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi ra, cho đến khi mà thân được hoàn toàn an ổn được thì chừng đó báo cho thầy biết, thầy sẽ hướng dẫn tới. Còn con về không, con cần gì hỏi thầy gì nữa không con? Đúng không sao? Không sao, đúng chứ không sao.
còn nguyên tánh nữa con. Nhiếp tâm được chưa? Phật mời thầy sau khi thầy cho con cái phương pháp tu đưa tay vô tay ra và kết hợp với bên trong, nhưng mà con thấy cái phương pháp bên trong dễ hơn. Tức là ngồi mà ngày hôm nay con nhập tâm được thời gian là con nhập tâm được là 1 phút, thì con nâng lên 2 phút, 3 phút nó vẫn được. Thế nhưng mà con thì cứ nghe thầy nói là cứ 1 phút là cứ giữ 1 tuần thôi, nha là con giữ 1 tuần, nhưng mà sau đó có khi được hay không. Mấy cái sáng cứ đang quan có hướng dẫn là kinh nghiệm của con thấy là còn nhập thêm 2 phút, 3 phút, có khi đến 5 phút con chỉ nhập được. Bây giờ theo đây cho con thầy nhiều xem thử, bây giờ chẳng hạn như 1 buổi, nhưng cũng qua cái đêm tôi tập ở đấy là 1 buổi con 3 lần, có khi 5 đến 3 lần 3 phút rồi định thư giãn 3 phút. Vậy thì bây giờ nên tập cái thời gian đổi với con thì nên tập thế nào mà con thấy cái pháp thầy đưa ra đây là con thấy rất hợp rồi, con thấy là con để cái hơi thở con theo dõi tại ý xong đấy, thì hít vô thở ra thì theo dõi hơi thở đấy thì được, nhưng mà nếu như mình ức chế nó thì mình tức ngực. Hay thử con thấy cái phương pháp tự nhiên thì không cần gì cả, thấy khỏe mà không đau đầu không khỏi gì cả, thì thầy cho con cái định hướng hơi thở thu theo cái nồi đó. Con muốn đi nồi thôi, chứ đưa ra bàn tay thì thấy nó tâm nó cứ phóng dật, nó cứ vòng ra ngoài. Mình đưa cái nồi thì thấy an ổn, thấy nó nhiệt tâm. Tức là con nội cái hơi thở con. Dạ. Rồi biết thì tụi con phải tập ngay từ 30 phút liền đó, dẫn nó bằng phương pháp dẫn cái hơi thở. Tức là cái tâm con nhắc nó thường thường xuyên với cái hơi thở để cho nó nhiếp tâm cho được. Con dần dần tâm nó đào theo cái phương pháp của thầy là con thấy rất an ổn, mà thầy nó cũng phóng dật rất nhiều. Thế một thời khóa chẳng hạn buổi đêm thì từ 7 giờ đến 10 giờ con tu 10 phút. À, coi như là trong một buổi vậy đó con chỉ tu 30 phút thôi. Có 3 phút thôi. 30 phút thôi. Còn bao nhiêu đó để phá hôn trầm thì miên, để đi kinh hành rồi đi tới đi lui vậy cho nó đừng ngủ. Cho tới giờ đó là đi ngủ thôi. Đúng giờ ngủ chứ không phải là cho nên tu thì chỉ có 30 phút thôi. Cho nên lúc bây giờ sống chết trong 30 phút đó để mà làm chủ cho được. Có vậy thôi chứ không phải là thời nào cũng tu nhiều phút, không phải vậy đâu. Tu 30 phút buổi sáng, con tu 30 phút. Còn những thời giờ đó mà nếu mà ngồi không chơi thì không có được, cho nên phải đi kinh hành, đi kinh hành để động thân, để tập cho nó siêng năng, siêng năng. Nhưng mà cũng không phải là nhiếp tâm trong hơi thở, đi cho động thân, đi tới đi lui, đi tới đi lui vậy thôi, mà cũng không phải tập trung trong bước đi nữa, đi để biết đi vậy thôi, để cho nó tỉnh thôi, đó vậy thôi. Thì là hôm mấy hôm nha con tu lên cấp 3 lần cháu thầy nói, tôi nên những cái thời sau là tấm nhiều cực mà 400 nô thì toàn nó xẹp vào. Mà thời gian cái buổi đầu thì lại rất sảng thuật, mà lại rất nhiệt tâm thuật, mà những cái thời gian sau nó không mệt mỏi. Tu 30 phút thôi thì cho nó có cái chất lượng hoàn toàn. Còn mà tu như vậy nó hao cái năng lực con nhiều quá, cho nên nó sẽ bị mờ mệt, nó không có còn rõ ràng. Cái sức con người có hạn chứ đâu phải vô hạn, mà tu suốt một cái thời gian dài như vậy mà nhiều lần như vậy thì không được. Một lần một tôi đạt được cái chất lượng hoàn toàn 30 phút bằng phương pháp dẫn đàng hoàng, nó tỉnh táo dẫn hoàng. Rồi còn lại nó cái thời gian đó mà không có ngủ thì tức là con sẽ đi kinh hành cho nó hết giờ thôi, để cho phá cái hôn trầm thiền miên của mình thôi. Chứ còn cái mục đích nhiếp tâm và an trú á, thì cái mục đích nhiếp tâm là phải nhiếp được trong thời gian 30 phút thôi. Nghĩa là tu 30 phút nhiếp tâm thôi. Còn lại cái thời gian đó mà chưa phải là cái giờ đi ngủ thì con có thể ngồi triển khai tri kiến của con làm bài dở được mà không có gì đâu. Còn nếu không thì đi kinh hành, đi kinh hành để cho nó đừng có buồn, đừng có buồn nữa. Nhớ không? Con thưa thầy là con có trường hợp mà con như cái trí kiến của con nó cũng phát triển được tốt, mà bài là con diễn không được là con biết được rất nhiều. Thế nhưng mà có điều là khi mà biết như vậy thì tự nhiên nó ức chế, sao mà tự nhiên người nóng lên, cả cái chỗ nên nóng lên mà mệt mỏi lắm. Thành thử là đôi khi con để bây giờ như cái chỗ con biết nhiều rồi thì nếu như để thời gian thì con nghỉ tu tập thì khỏe hơn là nên ngồi biết nhiều hơn cái năng. Tùy theo, bởi vì ví dụ như thay vì đó con thấy còn nhiều cái bài mà con làm xong rồi thì thôi. Yeah. Những cái bài học mà làm chưa xong thì phải làm thôi, nóng chết bỏ nữa cũng phải làm cho xong bài học của mình, để triển khai cái tri kiến hiểu biết cái đạo đức của nhân bản của mình. Chứ còn nếu mà mình nói bây giờ sao tôi ngồi lại tôi làm bài mà sao nó bị cái này bị kia, tức là cái trạng thái lười biếng, học trò lười biếng thì phải bị phạt thôi. Cái đó bị phạt thôi. Nếu như cái học mà nó lại tinh tướng thì tức là nó lười biếng rồi thì không được. Cái thân này tao bắt một cái ngồi thôi,
con thấy học trò mà nó buồn ngủ quá, mà nó sắp sửa thi những cái lớp mà những đứa học trò mình siêng, nó phải uống cà phê để cho nó thức thì nó học. Thì mình lớn rồi, mình cũng biết cái trách nhiệm bổn phận phải triển khai cái tri kiến. Già cũng phải học chứ, chứ đâu phải già không học. Mày nói mày già rồi mày lười biếng mày không học thì được, bắt buộc phải học hết. Cho nên trong khi đó vừa tu vừa học đó, tu là nhiếp tâm an trú trong 30 phút, còn lại từ giờ là phải học, là phải học để bồi dưỡng cho cái tri kiến của hiểu biết của mình. Mà nếu mà nó có trường hợp mà nó xảy ra có con như vậy đó, thì nhất định là con đi kinh hành một vòng, hai vòng, hay là đi trong vòng 50 phút rồi trở lại ngồi viết rồi. Con trình bày thế là những cái bài nữa, bây giờ con mà viết ra cùng như thế mà con ở trong óc thì con vẫn thấy được như thế. Thì bây giờ nghĩa là con đã giác ngộ được những, chẳng hạn như là những cái đức khi đó thì con đã dạy giải quyết rồi. Bây giờ con bằng nói bằng miệng con nói ra rồi thì viết vào cũng thế, mà không viết ra cũng được. Thì bây giờ nên thế nào? À, con như là nó thoải mái hơn, cái ngôn con mệt mỏi hơn thì sao? Theo thầy thấy á, mỗi một cái bài á, nó đều xây dựng cho con có cái đạo đức bản thân gia đình, và càng viết thì nó lại càng thấm nhuần chứ không biết. Con hiểu không? Còn bây giờ bây giờ tôi đã hiểu rồi thôi, tôi không viết nữa. Mà đạo vốn cái đạo đức á, nó không phải hiểu mà thấm nhuần liền đâu, mà con càng lặp đi lặp lại những cái điều kiện đó, nó sẽ ăn sâu vào cái tư tưởng của con, nó thấm nhuần cái lý đạo đức đó. Chẳng hạn bây giờ về cái đạo đức nhân bản nhân quả đi, nhân quả, cái câu chuyện nó nói nó xảy ra cái người đó tật quyền như vậy là do cái nhân quả được trước. Mà bây giờ nó một lần á, thì con thấy mới hiểu thôi, nhưng mà con viết lần thứ hai nữa, lần thứ ba nữa thì nó thấm nhuần. Khi mà gặp cái trường hợp nào đó thì con thấy nhân quả rất dễ dàng trong cuộc sống. Cho nên càng xuyên học bao nhiêu, càng viết bao nhiêu, làm bài vở bao nhiêu thì nó lại thấm nhuần vào con nó nhanh nhẹn hơn. Cho nên khi mình hiểu là nó một lẽ, nhưng mà nó thấm nhuần thì nó chưa thấm nhuần. Cho nên mình càng học càng tu thì nó thấm nhuần. Cũng như bây giờ các con không viết mà các con nghe người ta đọc cái bài đạo đức, một cái hành động đạo đức, rồi ngày mai con nghe một người nữa học, nhưng mà con không viết không làm, nó vẫn nghe, nó vẫn thu thập vô, nó vẫn trở thành người đạo đức rất tự nhiên lắm, nó vô trở thành đạo. Còn bây giờ con tư duy suy nghĩ, con viết bài, tức là nó có cái đề tài để mà con suy nghĩ. Còn nếu mà con nói bây giờ mình đã thông rồi thôi, không cần phải viết, không cần gì suy nghĩ nữa, thì nó chẳng đứng còn ở tại chỗ đó, mà nó không thấm nhuần thêm cái đạo đức nào. Cho nên càng tu tập thì nó càng thấm nhuần, càng học tập nó càng thấm nhuần thêm cái đạo đức, cái giới luật của mình. Càng học càng hay, càng học càng tiến bộ, do đến khi mà hoàn toàn mình con người sống đúng đạo đức, hoàn toàn không hề còn sơ sót một hành vi, cái hành động đã thiếu đạo đức nào. Nó thì như vậy là nhờ cái sự học của mình rất lớn do vậy đó. Cho nên coi vậy chứ mấy con thấy mình lớn, mình hiểu biết rồi mà cần gì phải học không phải. Mục đích học ở đây đạo đức, cho nên nó thấm nhuần, cho nên không phải học văn chưa. Cho nên vì vậy mà càng làm bài, càng viết bài bao nhiêu thì càng tốt. Cho nên thầy thu thập những cái số tài liệu của mấy con, có nhiều người viết ngắn quá, viết sơ sơ, triển khai chưa hết tri kiến hiểu biết. Có người thì viết dài dòng quá, nhưng thầy nói dài dòng, cái mục đích chính của nó là cái ý của nó là cái đạo đức và cái sự áp dụng và cái sự nói đến cái cuộc sống của mình trong cái đạo đức bản thân, gia đình, xã hội đầy đủ ở trong một cái đạo đức, cái đề tài của nó, cái đáp án của nó phải đầy đủ được những cái điều đó thì nó mới được đầy đủ. Cho nên phải ráng, cố gắng, con cố gắng. Con cho nên là con có trường hợp việc xong, nhưng mà con cái việc xong là con thì quên, việc thì việc ta rất hay rồi, nhưng mà sau thì con không quên, thì phải đọc lại con mới thấy là như từ thấy thì hay đó, chứ con thì việc rồi con muốn đọc lại thì con thì quên thì làm sao. Mỗi lần mà con viết rồi mà con đọc lại thì con thấy, con mới thấy rõ có chỗ mình viết thừa nhưng mà có chỗ thì viết thiếu, thiếu thì thêm vậy. Thì tất cả những cái sự mà nghiền ngẫm đọc lại, đọc đi đọc lại qua cái đạo đức thì nó càng thấm nhuần cho con ở trong cái học. Cho nên từ giờ mấy con không còn có nữa, bởi vì cái thời giờ của mấy con chỉ trong vòng 7 năm phải chứng đạo, mà 7 năm mà siêng năng cần mẫn thì mới sẽ chứng đạo, không khéo mấy con sẽ rớt lại. Một người học trò siêng năng trong vòng 20 mấy năm, người ta từ tiểu học mà đến đại học để trở thành một bác sĩ, một tiến sĩ,
đòi hỏi một cái thời gian đó, là cái người học trò họ phải chuyên năng học cái miếng lười biếng thì họ không đạt được, họ sẽ ở lại hoặc họ chết. Thì các con có 7 năm thôi để làm chủ sự sống chết. Mà bây giờ thầy dạy như thế này mấy con lơ đỉnh thì chắc chắn là 7 năm nó còn ở lại. Rồi đây sẽ có người ở lại, chứ không phải là người nào cũng đạt hết được. Mục đích là hôm nay thầy dẫn cho mấy con đến chỗ mấy con làm chủ sinh già một chết. Không còn cái mà nói một cách nói bằng ngôn ngữ nữa, mà đây là nói sự thật, chúng ta phải làm được hoàn toàn. Nhưng mà mấy con phải chuyên năng, chứ mấy con không chuyên năng thì thầy cũng không làm sao nào. Nghĩa là cái người tu pháp nhiếp tâm và an trú tâm để chúng ta bước vào tứ chánh cảnh thì giới luật phải nghiêm chỉnh. Mấy con nhớ đó là cái căn bản, giới luật phải nghiêm chỉnh. Và đồng thời khi mà tu trên cái sự nhiếp tâm của mấy con, hay là an trú 30 phút chất lượng hẳn ngoài hoàn toàn, không có một cái niệm nào mà hôn trầm thì miên chen vào. Và đồng thời khi phá ra thì mấy con phải triển khai tri kiến thông suốt của mấy con hết giai đoạn này. Người tu tứ chánh cần cũng vậy mấy con, khi nghĩ cũng phải là triển khai tri kiến. Bởi vì những gì thông hiểu cần thông hiểu, mà mấy con cần phải thông hiểu mà lại thấm nhuần sự thông hiểu đó, chứ không phải thông hiểu xuông nữa. Nó phải thông hiểu. Cho nên các con thấy giới luật của Phật hầu hết là lặp đi lặp lại rất nhiều lần để trở thành quay nghi tế hạng từ trong thân và tâm của chúng ta, nó đầy đủ những quay nghi tế hạng. Cho nên phải ráng mấy con, mình ráng, đừng nghĩ rằng tôi già, tôi yếu, thôi tôi tập, tôi tu từ từ thôi, không, thời gian mấy con cũng còn lâu nữa đâu. Thầy nói, có thể nói là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, nhưng mà trong vòng 7 tháng, hoặc là trong vòng 1 năm, 2 năm, phải cho xong. Nếu mà bây giờ từ đây mà cho tới Tết, ăn cái tới cái Tết nữa, mà mấy con tu xong đó, là mấy con được thầy dắt ra ngoài kia ở gần bên thầy để luyện thần lực, thì mấy con sẽ thấy con đường sắp sửa tới của mấy con rồi. Còn cái khoảng này, thời gian này mà nếu mấy con không cố gắng học tập, không cố gắng rèn luyện, còn khi mà ra ngoài kia rồi thì mấy con không còn học tập, không còn rèn luyện, hàng ngày mấy con chỉ còn tu tập luyện thần lực, không còn học tập nữa. Bởi vì những gì thông suốt, mấy con thông suốt rồi, tới cái giai đoạn định rồi, nó không còn có nói chuyện mà mấy con học tập gì nữa hết. Giới luật mấy con phải sống nghiêm chỉnh rồi. Bây giờ mấy con còn sống rõ ràng là một độc cư, độc bộ, độc hành, một hình, một bóng ở trong thất của mấy con. Hoàn toàn tới giờ trưa thì người ta sẽ có người ta sẽ đem cơm đến cho mấy con ăn để mà luyện thần lực. Mấy con yên tâm trong vấn đề đó. Thì thầy nghĩ rằng nếu mà năm nay mấy con xong thì cuối năm nay mà mấy con ở trên tứ niệm xứ mà được cái thời gian đúng mức của nó rồi, thì sang năm mấy con vào tu thì trong vòng cao lắm là 7 tháng chứ chưa được 1 năm mấy con cũng luyện được nội lực của mấy con. Thì đâu có lâu đâu, có 2 năm chứ gì. Thì mấy con Đức Phật nói 7 năm chứ thật, mấy con 2 năm, mà 2 năm mình đã đạt xong rồi, chứ đâu phải đúng 7 năm như là cái chương trình học phải là 20 mấy năm mới đổ tiến sĩ đâu. Các con thấy ở đây chúng ta tu cái thời gian Đức Phật 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nếu mình nhanh thì trong 7 ngày, nếu mình tệ hơn thì 7 tháng. 7 tháng thì đâu phải là phải đạt cho đạt được 7 tháng đâu, nó chỉ trong vòng 1-2 tháng thôi. 7 ngày không được thì 1-2 tháng. Mà 1-2 tháng không được thì nó phải 7 tháng chứ sao. Mà 7 tháng mà không được thì nó phải lên 7 năm, mà đâu có nghĩa là phải suốt 7 năm. Trong vòng nó 1 năm thì mấy con 7 tháng không được thì nó 1 năm mới con được. Thì mấy con phải nỗ lực chứ, phải nỗ lực tận dụng cái sức lực của mình còn mà tu tập. Cho nên tận lực cái sức dụng, không có phí cái sức của mình, chứ không phải tu tập quá sức mình. Bởi vì quá sức của các con thì nó xảy ra những cái tướng trạng này tướng trạng kia, thì có thầy thì biết rồi, thì thầy ngăn chặn lại liền để mấy con tập đúng với cái sức lực của mấy con thì nó sẽ đạt được kết quả tốt. Mà không được để mấy con lười biếng, vì mấy con lười biếng là mấy con phí thời gian, phí sức của mấy con vô ích. Các con hiểu chưa? Con dễ luôn. Hôm thầy về đây con đã tạo thầy là vấn đề của con là thầy dạy được tận tâm mà chúng con nhận được cái phương pháp này tuyệt vời. Bây giờ là chân điều như trước nay mà sau khi 6 năm con biết thầy, thầy giúp cho con lành được số bệnh do như con giữ giới ăn mà con được lành, nhưng mà con thực tế con đưa bệnh ra thì chưa biết được cái pháp cũng nghiệp tâm được. Hôm nay thầy trực tiếp dạy, hôm nay chúng con thầy tu đến đâu là an lạc, mà tu đến đâu là rất là tham tu. Cho nên cái phương pháp này là trực tiếp này là con thầy mấy cái tuần mà thầy về đây là chúng con là vấn đề là bảo ban nhau rất là mọi người tự nhiên thể đi vào dưới luật.
Tại vì không có giới luật giữ được độc cư thì không thể tu được cái phương pháp này. Thầy như vậy thì còn được, thầy đáng còn cảm ơn đa tạ thầy. Nhớ những lời thầy dạy. Còn chuyện tâm nữa không? Về phần con thấy tu tập như thế nào được không con? Thưa thầy, cho con xin trình bày hết cả cái thời khóa biểu của con rồi, thầy xem có gì điều chỉnh thì được con. Ví dụ như buổi sáng thì ban ngày thì có buổi sáng, buổi chiều là con đến lớp hết rồi, cho nên không có tập tiện, chỉ có buổi tối và buổi khuya. Mà con thì mà nhiếp tâm vô hơi thở là nó hay buồn ngủ, thử con không có tập hơi thở được. Con chỉ tập đi kinh hành thôi. Thì buổi tối với lại buổi khuya thì con cũng lấy cái chuẩn của con là 30 phút ở trong bước đi á. Còn ngoài ra là con cũng đi kinh hành nhưng mà nó không nhiếp tâm. Thì cái thời gian mà 30 phút nhiếp tâm đó thì nó có nhiều khi nó cũng không có cố định là trong cái giờ nào hết thôi. Ví dụ như bắt đầu tiên vô, ví dụ buổi tối thì con bắt đầu con 7 giờ là bắt đầu con đi kinh hành. Vừa đi con vừa tư duy. Rồi trong thường là tư duy những bài học, tại vì cái bài học ngày hôm sau thứ hai bài nữa con vừa đi vừa tư duy. Rồi một lúc đầu thấy bắt đầu tâm nó tỉnh tỉnh hết, nó thì bắt đầu con nhiếp tâm, thì con nhiếp tâm con đi vừa kết hợp là đi nhiếp tâm thì bước đi xong con cả kết hợp là đuổi cái đau lưng nữa, thì con tác ý đuổi đau lưng nữa, thì xong con đi như vậy là tức là khoảng cỡ 5 phút. Đó, rồi xong thường thường là cứ một vòng của nó đi 20 bước rồi xong cũng ngừng lại nghỉ một chút xíu thôi rồi xong rồi cứ tiếp tục như vậy là cứ con thấy là khoảng cỡ cái mình nó chắc chắn nhất là khoảng cỡ 5 phút rồi xong cứ như vậy con cứ làm tiếp tục lên tới 30 phút, có nhiều khi nó lên tới 40 phút nữa, nhưng mà cứ trong khoảng cỡ đó vậy. Rồi xong với con xả rồi sau đó nữa thì cũng vẫn tiếp tục đi kinh hành nữa, nhưng mà cũng cứ tư duy á, tư duy bài học á, rồi đến khoảng cỡ mà con thấy nếu mà nó tỉnh táo hẳn hết rồi á thì mà nó có cảm hứng á thì bắt đầu con vào con làm bài. Còn nếu như mà nó không có, nhiều khi nó buồn ngủ quá thì phải đi suốt đêm thì đi hết đó luôn. Nhưng mà thấy thường thường thì khoảng cỡ tới 9 giờ thì nó tỉnh hoàn toàn, bắt đầu vô làm bài rồi. Đó là buổi tối. Mà cái phần này thì con thấy có chỗ là con vừa đi nhất tâm mà con tác ý đuổi bệnh luôn, con nói là cơ thể phải cường tráng ra, khỏe mạnh bắt thước, thở là vô thường, đau lưng là bị cút đi, đúng như bị cút đi. Rồi xong con tác ý là an tịnh thân hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi xong đến 1, 2, 3, 4 cho tới 20 bước. Rồi xong cái thi thì con đi, cũng có thi thì con ngồi xuống nữa, nhưng mà con thấy thế mà ngồi xuống mình hít thở mấy hơi cái là nó cũng bị trầm, với đa số là đi nhiều hơn. Từ sáng thì nó đỡ hơn, sáng thì nó ít bị không trầm hơn. Thì cái thời giấc khuya thì cũng chương trình của con cũng vậy, cũng là 30 phút như thế. Rồi con cũng đi kinh hành một lúc thì bắt đầu thấy nó tâm nó hơi an tỉnh tỉnh, bắt đầu con cũng vào và đi tiếp tục 30 phút để nhiếp tâm. Nhiếp tâm thì cũng lấy trung bình là khoảng cứ 5 phút. Rồi xong hết 5 phút là 5 phút tiếp. Bây giờ thầy dạy con về. Bắt đầu rồi, bởi vì cái ban ngày thì coi như là nó dành cho cái lớp học hết rồi. Chỉ còn có buổi tối với buổi khuya thôi. Vậy vì buổi tối con sẽ tu 30 phút đi kinh hành, nhiếp tâm ở dưới bước đi, con nhắc từng dùng cái pháp như lý tác ý mà nhắc nó, để dẫn cho nó hoàn toàn ở trong 30 phút. Khi hết 30 phút rồi thì con đi kinh hành một xuông thôi, không phải cần phải nhiếp tâm. Rồi con tư duy quán xét bài học hoặc làm gì cũng được, nhưng mà trong 30 phút đầu là phải nhiếp tâm và chỗ đạt được cái cách thức nhiếp tâm ở trong bước đi bằng cái phương pháp dẫn tập, bằng phương pháp như lý tác ý như vậy. Rồi buổi khuya cũng vậy, khi thức dậy là con thấy cái tâm mình nó có thể lúc này là có thể mà nhiếp tâm được thì cũng nhiếp tâm ở trong bước đi 30 phút, nhất định là trong khoảng 30 phút đó phải chủ động hoàn toàn điều khiển dẫn vào, không có một cái gì mà xen vào được ở trong cái chỗ mà con dạy nó, con phải tập cho nó căn bản nhất là mình chủ trong 30 phút đó.
bằng cái, để rồi sau đó mới an trú của mình. Trước đó cũng trong buổi tối và buổi khuya, còn ban ngày thì cũng mất bằng công việc. Còn khi mà 30 phút đó xong rồi thì con thấy cần phải là đi để mà nghĩ đến những cái bài học nghiên cứu gì cũng được đó, đó là nó triển khai cái tư kiến của con. Con hiểu không? Thì có 30 phút nhiếp tâm về, thì nhiếp tâm cho đạt được ở trên 30 phút bước đi của con thôi, chứ không được ngồi, không được hết trở, bởi vì con dễ bị hôn tầm thiên nhiên. Cho nên vì vậy mà lấy cái thành thành quả của con đi kinh hành đó, để mà nhiếp tâm, nhiếp tâm trong hai buổi tối và buổi khuya, không còn buổi sáng giờ buổi chiều là mắt ở lớp. Thì tập như vậy là con thấy 30 phút chắc chắn chất lượng hoàn toàn. Khi nào mà chất lượng hoàn toàn đạt được trước 30 phút, con dẫn từng bước đi của con, ở dẫn tâm con từng bước đi của con hoàn toàn là con dẫn thấy hoàn toàn không có cái gì mà xen vào, không có hôn trầm, không có thùy miên, không có niệm gì xen vào trong đó, làm cho con quên mất cái bước đi của con, thì đó là con đạt được chất lượng. Thì chừng nó báo cho thầy hay, để rồi thầy sẽ dẫn dắt đến nữa. Phải làm cho được kỳ này, trong một ngày, hai ngày, một tuần lễ thì thầy sẽ đến, thầy trực tiếp để mà hướng dẫn con tới. Bởi vì nói chung là trong cái năm nay là cái năm mà đôn đốc để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta đi tới, chứ không phải là còn ở đây mà ngồi chờ đợi nữa. Nghĩa là người nào thầy thấy cũng là quá một cái quá trình tu tập cũng quá lâu rồi, nó không còn mà thời gian mà chúng ta ngồi đang chờ, mà phải siêng năng tập đi cho hẳn ngoài. Thầy ra công thì dẫn dắt mấy con, bởi vì thầy cũng biết rằng cái tuổi thọ của thầy nó cũng không còn dài, mà kéo dài nữa thì thầy sẽ tiếp dài, mình phải phục hồi cái cơ thể. Và đồng thời mấy con cứ thấy thầy sống được thì chắc là mấy con tu cái kiểu hoặc cái kiểu mà từ từ đó thì thôi, chắc là cái thời gian của thầy biết chừng nào cho nó tập, không cho nó cho ra đi. Bởi vì đối với thầy khi mà tu rồi thì cái trạng thái mà an ổn niết bàn thì luôn lúc bao giờ người ta cũng muốn kìa đó, chứ bao giờ ta muốn ở trong cái trạng thái. Các con thấy đối với cái người mà tu tập rồi, cái dục lạc họ đâu còn, mà ở đây ăn ngày một bữa họ đâu có còn ham ăn như chúng ta ăn ngon ăn dở nữa đâu. Mà ở đời thì dục lạc ăn là một, rồi bao nhiêu cái thứ dục lạc khác họ ham thích, họ muốn sống. Chứ con người mà tu như thầy rồi họ đâu có thích sống ở cái thế gian này. Ăn là một cái chất bất tịnh, nhai nuốt rất cực khổ. Rồi ở rồi cái thân này nó còn, các con thấy mỗi khi thời tiết nó thay đổi là cái cơ thể nó nhức mỏi, nó có sung sướng gì đâu. Đó là nó không mặc, nó chỉ thay đổi, nó nhức mỏi vậy thôi, rồi mình đẩy lui nó hết. Còn người ta thì thấy nó đau khổ, phải đi uống thuốc này kia, nó cực khổ lắm. Cho nên còn mang cái thân này còn cực khổ. Mà nếu mà không có người thừa kế á, thì cái chánh pháp của Phật nó bị dập xuống nữa, nó dựng lại cái tà pháp, cái thế giới siêu hình nó dựng lại. Hiện giờ mấy con biết không, cái thế giới siêu hình nó dựng lại đủ ngoại mặt, nhưng mà không có ai mà có thể có đủ cách thức để mà dập cái thứ này xuống. Bởi vì cái thế giới siêu hình nó làm cho con người ta hao công mà tốn sức rất nhiều. Cho nên mấy con có trách nhiệm là phải nỗ lực tu tập để dẹp sạch cái thế giới siêu hình. Mà cái thế giới siêu hình nó truyền thừa vào trong cái đầu óc tư tưởng của con người từ xưa đến giờ, mà muốn dập nó không phải là chuyện dễ. Nó trở thành một cái phong tục, trở thành một cái thói quen. Con thấy ông Táo ở đâu mà họ Tết họ đưa ông Táo, ông bà ở đâu mà họ lại rước về, rước ông bà. Các con thấy những cái điều đó là những cái điều mê tín hết, những cái điều sai hết. Mà bây giờ ngày Tết mấy con thấy có không? Rồi họ dán nào cá chép nào là xe ông đa để cho ông Táo ông về trời ông Tống. Tất cả những cái điều đó là những cái sai mà nó làm biết bao nhiêu hoa tốn. Rồi đám ma thì tiền giấy tiền vàng mã đủ cách, rồi đốt giấy quần áo đủ loại đủ cách. Mấy con thấy nó hao tốn một cái số tiền rất lớn bằng mồ hôi nước mắt của con người, mà vì cái niềm tin đó, cái tư tưởng đó đã truyền thừa từ tổ tiên ông bà chúng ta, đến bây giờ con cháu cũng chưa dẫn bỏ. Nói thì hôm nay chúng ta có trách nhiệm làm sao đem lại cái đời sống cho con người bớt những cái mồ hôi nước mắt của họ phí cách vô lý vô cớ. Vậy mà phải ráng nỗ lực tu. Cho nên ở đây nỗ lực từng phút từng giây là chúng ta đã chiến đấu với cả một cái phong tục, một cái truyền thừa sai. Cho nên phải nỗ lực thật sự tu, tu vì lợi ích cho bản thân mình, tu vì lợi ích cho mọi người. Mấy con nhớ kỹ, ráng cố gắng
Vì vậy cho nên vì vậy mà 30 phút buổi tối, 30 phút buổi khuya hoàn toàn nhiếp tâm cho đạt được. Để rồi thầy dẫn tới chứ. Chứ mà phải rồi. Phải nỗ lực thật sự, nỗ lực. Rồi cái phần mà kiến thức học tập những kiến thức đức hạnh, thầy thấy bài vở mấy con viết thầy thấy được, thầy chấp nhận được, mấy con đã hiểu biết. Nhưng có nhiều người viết còn ngắn lắm, mấy con cố gắng tư duy suy nghĩ để triển khai thêm những cái điều kiện cần nói mà mấy con nói chưa hết, nói chưa hết. Bởi vì mấy con thầy đã dạy ra cái dàn bài để cho mấy con nói bản thân, nói về đạo đức bản thân, cái đề của nó thầy nói về bản thân mình như thế nào. Mà giờ cái đạo đức dũng cảm nói về bản thân thì mình phải dũng cảm như thế nào, dũng cảm trong cái sự tu tập của mình như thế nào, dũng cảm trong cái đời sống của mình như thế nào, dũng cảm ngăn chặn mình phải giữ gìn giới như thế nào. Không dũng cảm thì mấy con ham nói chuyện, mấy con đi ra nói chuyện, mà nếu mà con dũng cảm là mấy con ngăn chặn lại liền, tức là đó là cái sự dũng cảm của mấy con mà. Các con thấy mình không phạm giới là dũng cảm đó, còn cái người mà không dũng cảm là bị phạm giới đó. Thế cho nên mỗi hành động nhỏ nhỏ mấy con giết ra, đó là trên đó cái đề tài của nó là cái đức dũng cảm đi, phải không? Thì ở đây dũng cảm cái gì, bản thân dũng cảm gì, thì không lẽ bây giờ ở trong đó ta dũng cảm ta nhảy vào nhà lửa ta cứu đứa em bé ở trong đó ra, hoặc là nhảy xuống sông vớt một người chết đuối, còn mình dũng cảm gì đây? Thì nói bây giờ đó là đức dũng cảm. Tôi dũng cảm nè, tôi không đi nói chuyện với người khác là tôi dũng cảm, chứ đâu phải là không dũng cảm. Bây giờ nó thấy bánh trái nó muốn ăn, tôi dũng cảm không cho nó ăn. Tôi dũng cảm chứ tôi không dũng cảm là nó lấy tay nó bóc cái bánh nó ăn à, chứ không phải không. Đó là dũng cảm lắm chứ đâu phải không mấy con, đâu phải vậy. Nó ăn uống phi thời mà giờ nó hôn trầm thì miên, mà giờ này đâu phải là giờ mày đi ngủ. Tôi dũng cảm lắm, tôi mới đi kinh hành suốt đêm là tôi dũng cảm lắm chứ. Đó là những cái dũng cảm chứ chúng đâu mà. Tại sao mấy con không viết cái đó ra? Đó là bản thân, phải không? Chứ sao con? Đó mình, đó là dũng cảm. Còn bây giờ nói gì dũng cảm với gia đình sao? Gia đình ngăn chặn không cho mình đi, dũng cảm để mình nhiếp phục bà con của mình, anh em cha mẹ của mình, cho mình đi, đó là dũng cảm chứ đâu phải không dũng cảm. Không dũng cảm mấy con làm sao mấy con? Người ta ngăn chặn mấy con, nói trời ơi, bây giờ làm sao đây? Tức là mình yếu rồi, dũng cảm. Rồi bắt đầu bây giờ đó, cái công việc gì mà thầy giao cho mình phải dũng cảm làm cho được công việc đó, thì đó là dũng cảm chứ. Các con em, đó là thuộc về gia đình. Rồi bây giờ xã hội nữa, nó bao nhiêu thứ chuyện thì mình phải nói cho hết chứ, nói cái đức dũng cảm trong đó. Còn nay mấy con nói không được là mấy con biết chỗ nào dũng cảm, có phải không mấy con? Cho nên vì vậy mà cái bài viết đó mà thầy thấy đây mới là thấy được cái chỗ nó nói được cái đạo đức của bản thân, gia đình và xã hội. Thì nó bao giờ nói đến cái đạo đức bản thân của nó thì nó phải gắn liền với gia đình. Ở gia đình mình nó thuận thảo thì có gì đâu dũng cảm, chấp nhận cho mình đi tu, được ký giấy cho mình để thầy làm giấy cho, phải không? Bây giờ giấy tờ của các con người nào đầy đủ rồi thì gửi cho thầy, thầy sẽ gửi cho giáo hội tỉnh họ chứng, ban đại diện huyện và ban cái sự tỉnh họ chứng mấy con. Thì có cái tờ giấy này mấy con đã xuất gia tại tu viện chứng, như chính quyền chứng, chính quyền địa phương của mấy con biết gốc của mấy con, người ta sẽ chứng chấp nhận cho mấy con xuất gia mà, phải không? Rồi gia đình thì mấy con có giấy tờ đủ rồi thì bắt đầu nộp cho thầy, thì thầy chờ đợi cho mấy con xong hết rồi thì thầy sẽ gửi cho ban đại diện của huyện Trảng Bàng và ban cái sự tỉnh hội của Tây Ninh, họ sẽ chứng cho mấy con xong rồi. Thì đương nhiên là mấy con là người xuất gia là có giấy tờ đàng hoàng, chấp nhận có nhà nước chấp nhận cho mình xuất gia đàng hoàng đó, thì mấy con thấy mấy con yên tâm. Thì do đó bây giờ đó mấy con nếu mà trong tu viện mình bữa nay cô Út mắc cái dâu không có nấu cơm, mấy con cứ ôm mình bác đi ra ngoài đường kia chứ ai có bắt mấy con đâu, phải không? Mấy con thấy yên ổn. Bữa nào đó mình thử mình đi ôm mình bác một đoàn mình đi thứ quay ra chợ họ cho mình bánh mì về mà ăn mà chết đi, chứ bây giờ họ xôi bánh mì chứ không có gì. Tu sĩ mấy con thì không có sợ chết đâu, thầy nó bỏ vô nào mấy con cũng sống được. Nhưng mà chúng ta làm đúng, làm đúng cái luật đi khất, nhất định là bỏ tiền vô thì nhất định là không nhận, từ chối đi khất. Còn người ta cúng dường bánh tráng cái gì thực phẩm thì mình trong cái giờ đó có gì ăn cái nấy, người ta cho bánh mì ăn bánh mì, chứ nói trời không có cơm thì tôi chắc chết tôi không được. Mấy con đừng có nghĩ vậy. Thì một ngày nào đó thì cái đoàn của mấy con sẽ đủ cái duyên, thì cái tăng đoàn của mấy con sẽ đi từ Nam ra Bắc, chứ không phải là có một chỗ đâu. Giấy tờ mình có đủ hết rồi,
đây là nó chưa nói tăng tịch mấy con, bởi vì tăng tịch là mấy con phải thọ giới từ dứt ca di cho đến tỳ kheo đàng hoàng thì giáo hội sẽ cấp cho mình tăng tịch, còn giờ mình chỉ có giới xuất gia mình cũng đi được rồi, khỏi có ai nói gì, mình đã có giáo hội tỉnh chứng nhận cho mình đàng hoàng, rồi chính quyền cũng chấp nhận cho mình xuất gia đàng hoàng, mà gia đình cũng chấp nhận chứ mình đâu có làm gì trái đâu. Cho nên vì vậy mình có cái giấy đó là đủ mình đi từ chỗ này đi. Cho nên ví dụ như bây giờ thầy nói bây giờ, ví dụ như ở Ninh Bình, Thanh Quang và lập cái trung tâm ăn dưỡng, mà ở ngoài đó có những cái thấp, có những cái hang, thì chúng ta sẽ ra ngoài đó ở 5-10 ngày, chúng ta sẽ đi cái nơi khác chứ. Du tăng thức sĩ mà. Chưa chứng cũng đi ra được không thầy? À chứ. Tức là chưa chứng cũng đi ra đó được. Chưa, lẽ đương nhiên mấy con phải học những quay nghi đức hạnh rồi chưa chứng cũng phải đi chứ. Đi rồi mấy con về tu chứ. Mà giờ từ đây cho tới năm tới mấy con chứng rồi mặc sức đi. Đi ra ở quá mà dạy học luôn chứ đừng nói gì. Đây thì nó đi làm cái rồi. Lẽ đương nhiên là khất sĩ phải đi ở ở ở ngoài chỗ vậy, mấy con thấy nó cái hạnh của một cái người khất sĩ là phải đi từ chỗ này chỗ kia. Rồi không những người khất sĩ đâu mà cư sĩ thầy cũng cho đi đó, chứ không phải là mấy con ngồi đi một chỗ đâu, thầy cho đi mấy con đi từ chỗ này đến chỗ khác. Cho nên vì vậy mà có nhiều nơi nhiều chỗ là cái du hành của mấy con, từ đó mấy con mới trở về cái tu viện của chúng ta, mấy con mới thấy là cái tổ chức của thầy mà nó trở thành như trang khất sĩ. Chúng ta không có lấy cái tu viện này làm cái nhà ở của mình mãi mãi đâu, mà cũng không lấy cái cơ sở ăn dưỡng ở đâu mà làm cái này. Đến đâu là mình ở đó, chỗ đó à, người đó ở đó mà có lo cơm nước của mình thì mình sẽ ở đó mình ăn cơm, mình tu tập vài hôm để cho mình làm cái gương hạnh ở đó cho người ta biết được cái giáo đoàn tu viện chân như của mình là tu tập như vậy đó. Rồi nếu mà con mà tu mà chứng rồi, người nào cũng làm chủ đi cái giáo đoàn đó, người ta nói tất cả những người này làm chủ sinh già bị chết hết, muốn chết hồi nào chết, muốn không được. Họ đến đó họ quỳ lại mấy con sát đất, bởi vì họ có làm được không, mà thấy mấy ông sư này trời đất ơi ghê gớm thiệt, mà giờ cho ăn cũng được mà không cho ăn thì ngồi thiền nhập định, lúc bây giờ mới có đủ thần lực mà mấy con đâu cần xin cơm ăn, là muốn quá duyên độ chúng sanh ở khu vực đó để gieo duyên với mình, chứ không phải là đi đến đó để mà xin cơm họ tắm đâu, không phải đâu. Nghĩa là mình đến đó là tạo thành một cái duyên, cái hình ảnh đạo đức, cái hình ảnh thiền định để cho người ta biết rằng chúng tôi là những con người phàm phu nhưng chúng tôi làm được những cái điều này, thì quý vị ở đây cũng làm được. Cái hình ảnh của chúng ta đi đến đâu là làm sáng tỏ nơi đó để giúp cho người. Rồi cái hình ảnh của các cư sĩ của các con đến đâu là làm sáng tỏ, không phải tu sĩ ở đây làm được mà cư sĩ chúng tôi cũng làm được. Đâu có phải cần cái bộ áo y áo của mấy con đâu, mà cái chiếc áo cư sĩ của các con đều làm được hết. Nhưng các con cũng phải sống đúng giới luật, cũng phải tu tập đúng pháp thì mấy con mới làm được. Chứ mấy con mà tu sai, nó tu cư sĩ thôi, năm giới thôi, tu không hơn nữa thì thôi, thầy cũng đầu hàng luôn, không có làm sao vẫn giữ mấy con được. Mấy con hiểu chưa? Cho nên thầy dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn, nhưng mà do cái sự các con phải tự lực tu tập, tự lực rèn luyện, mà thầy đã dạy cho mấy con rất kỹ, không có thời giờ nào mấy con bỏ hỏng hết. Mấy con hiểu chưa? Không có thời giờ nào mấy con bỏ trống hết. Nghĩa là hoàn toàn là chiếm hết cái thời gian của cuộc đời mấy con, để rồi sau đó mặc sức mấy con ngồi chơi. Tu rồi đâu còn đâu, mấy con ngồi chơi. Chỉ còn trách nhiệm là mấy con đến lớp dạy người ta xong rồi. Mà bây giờ ở đây mấy con thấy thầy đã cho mấy con đứng lớp dạy rồi, mấy con cũng quen rồi, nó đâu còn bỡ ngỡ đâu con gì đâu, nó cũng quen rồi. Thì do đó khi mấy con đứng lớp, mấy con dạy rất là dễ dàng, không có khó. Rồi mình tu chứng nữa thì mình thấy không còn lo lắng gì cả, thân phận của mình làm chủ. Cũng chính bây giờ như mấy con thấy, mấy con đuổi bệnh được rồi, mấy con cũng thấy an ổn trước cái thân của mình rồi, nhưng chưa làm chủ thì sớm chết. Mấy con muốn chết muốn sống, bây giờ muốn chết thử, mấy con làm chủ thử có thầy kem cho người nào làm được không? Chưa. À, bây giờ mấy con tỉnh chỉ hơi thở giùm thầy đi, rồi mấy con ngồi bất động giùm thầy đi. Bữa đó ngồi bất động thầy thấy rõ ràng là mấy con chưa bất động mà còn nhúc nhích mà, thì như vậy là chưa được. chưa tỉnh chỉ hơi thở được. Cho nên ráng con nhớ lời thầy dặn, không phải ráng về tập như vậy. Cái phần của con á là tu theo đặc tướng của con là buổi tối buổi khuya 30 phút thôi. Còn mấy người khác là khác, người ta bận công việc như vậy mà người ta tu như vậy rồi, còn mấy con á
bốn thời sáng trưa chiều tối khuya phải luôn luôn 30 phút hết. Thì người ta tu vậy chứ, nhưng mà người ta triển khai cái tri kiến người ta trên cái phần đó nhiều hơn. Con cái nhiệm vụ của con làm như vậy, cho nên vì vậy mà con tu trong 30 phút phải hoàn toàn, chứ không phải là tu thường thường nữa. Tu nhiếp tâm cho nắng rồi, dẫn tâm vào. Cái ý thì có thể nó dễ hơn. Tức là ví dụ như con đi, con ngồi xuống, con cũng cái ý ngồi xuống rồi. Đưa tay ra, đưa tay ra à, xong rồi thiết chân lên, thiết chân thân. Tức là cái tác ý miết gì thì thấy không à, thì tác ý vậy đó, nó lọc giống á. Như cái pháp thanh hình niệm đó. Dạ đúng, nó cũng gần giống vậy. Gần giống vậy, nhưng mà ở đây là cái pháp dẫn tâm, nhiếp tâm thôi, chứ chưa phải là như cái pháp thanh hình niệm. Nhưng mà mình làm cái điều này giống như pháp thanh hình niệm, nhưng mà lại là nhiếp tâm. Nó bắt buộc mấy con nhiếp tâm bằng cách dẫn bằng pháp, làm chủ thân tâm của mình. Bây giờ làm chủ bằng pháp thôi, ơi sau này cũng vậy, mình cũng dẫn mình làm chủ bằng pháp chứ. Thầy, nhưng mà khi mà ví dụ như con đứng lên chẳng hạn thì bắt đầu bây giờ hết một vòng nữa, đứng lên thì thở ra thì bây giờ bắt đầu nó không có niệm gì hết trơn nữa rồi, mà không khéo thì nó lại sinh ra niệm xúc. Chứ sao vậy thì làm sao đó, bắt đầu bây giờ chuyện cần con nhắc rồi con mới làm, chứ con đứng lên mà coi chừng, tức là mình cảnh giác à, mình cảnh giác mình nhắc coi chừng nó niệm nó vô chỗ này à. Con chỉ nhắc nó vậy là nó sẽ không vô chỗ đó chứ sao. Tác ý ờ tác ý thôi. Bởi vì mình biết á, mình biết cái kẽ hở chỗ đó nó sẽ vô, nhưng mà mình cứ làm thinh thì nó sẽ vô, cho nên mình nhắc ngay liền cái chỗ đó, dẫu kẽ đó nó vô đó thì nó sẽ đó. Nhưng mình khéo léo từng pháp như lý tác ý rồi. Mình chủ động nó bằng pháp chứ đâu phải là gì thì nó sẽ hết. Cho nên mình không bị ức chế mà mình dùng cái pháp dẫn á, dẫn nó chỗ này. À, nhớ kỹ như vậy thì từng cái kinh nghiệm của mấy con sẽ 30 phút mấy con sẽ nhiếp được. Kỳ này thì đến đây á, là giúp cho mấy con 30 phút hoàn toàn, người nào cũng 30 phút chứ không phải là có mình suy giác thường mà 30 phút. Còn suy giác thường hiện giờ là phải an trú à, nó đi hơn mấy con một bước rồi đó, an trú. Còn mấy con phải nhiếp tâm cho được 30 phút à, tuần sau thầy về đây á, là người nào cũng phải 30 phút hết á, để rồi đi tới vào cái chỗ an trú á. Mà rồi khi mà cái người an trú được 30 phút rồi thì thầy dễ dẫn họ vào tứ niệm xứ. Rồi đâu đó nó hẳn ngoài đàng hoàng, nó phải đi cúng áp nó đàng hoàng chứ. Rồi bắt đầu tứ niệm xứ xong rồi thì mấy con bây giờ là có duyên được sống gần bên thầy, được sống gần bên thầy là còn tu dữ tợn hơn nữa chứ không phải. Thầy bảo hàng ngày phải tu như thế nào, mấy con đừng có nghĩ rằng bên thầy tướng lắm đâu. À, tu lơ mơ là không được, chứ không dễ đâu. Nghĩa là được ông thầy mà kèm kẹp mình đó là phải chuyên năng lắm mới được, chứ không phải dễ đâu. Cho nên khi mà gần thầy ngủ gục cũng có được chút nào đâu, đừng có nói chuyện đó, nó dễ đó. Mà lơ là tu mà cũng không được nữa. Cho nên tại sao thầy cất khóc khích khích về làm chi, phải không? Thầy ngồi bên thất thầy mà thầy nhìn qua người nào mà tu sai, thầy lợi thầy lôi ra thầy đập cho một mớ ở đó. Đúng rồi, bởi vì mấy con học trò thầy mà đánh mấy học trò này để nó lười biếng, có phải không? Cho nên mấy con nhìn mấy cái thất, mấy con đi ngang mấy con nhìn thất có phải không, thầy ngồi trong cái thất của thầy mà ra vậy đó. Hai cái giải thất nó gần gần nhau, mấy con trong thất mà tu mà lơ mơ là thầy vô cửa liền. Chứ không phải ở đây cái thất kia cái thất xa như thế này, nhìn sao cho nó hết, phải không? Cho nên vì vậy mà ngồi đây xem qua thì mấy con không có chạy đâu. Nhất là mấy con sợ nữa, thầy ngồi kia kìa, mà bây giờ thất của mình sang bên đây mà mình không tu thì chết mình nữa, lấy con sợ hơn. Thành ra mấy con thấy thầy, mục đích của thầy đánh tâm lý ngay liền. Còn như vậy đó, mấy con lén lén còn ngồi chờ được, tu chơi được xa không thấy. Cho nên ở đó thì không được. Cho nên con gái về tập tu lợi kỹ rồi nhất là chịu được, quyết định mà thì này phải làm cho được. Trong cái số người mà trước mặt thầy phải làm cho được hết, không có người nào mà rớt lại xấu hổ lắm mấy con. Thầy nói mấy con mà ở lại là mấy con xấu hổ lắm, học trò gì mà học trước mà còn cái gì mà. Giờ thì nói chắc con cũng ráng cố gắng để mà tập lên, nhưng con thấy thì chắc có lẽ có khả năng được, nhưng mà cũng dám hứa trước. Hứa đàng hoàng chứ, mai mốt mà phải làm, phải làm giấy cam đoan đàng hoàng chứ, phải làm được chứ không dám hứa. Nhất định là phải làm được, không được thì thôi chết cho rồi đi. Thầy nói không được rồi, cái thân này mà không được thì thôi cuộc đời này thôi thà chết cho sướng hơn, để mà sống gì mà làm cái chuyện không được như thế này. Người ta làm được, mọi người làm không được dở.
con thấy là thầy nè nhỏ con nè ốm yếu phải không, à, mà làm được, thử hỏi mấy con làm không được là thua thầy xa lắm, thịt mấy con nhiều hơn thầy nhiều quá mà cao hơn nữa, mà làm không được là dở hơn thầy, nhỏ con sao làm được, cũng mình lớn con mới làm được, lớn con phải làm giỏi hơn, rồi thôi giật con về nỗ lực làm cho được. Cái này cho con được hỏi thật thêm rồi rồi mà. Người tạo dựng niềm tin á thì có phải đại ý là nói về cái đức sáng tạo truyền đạt bài học vô cuộc sống á, thì con thấy tại vì kia bên kia là nó thiếu, bên nhà trường nó thiếu thì ông thầy chắc là cái đức đó đúng vậy đó rồi. Được rồi. Có gì không con? Cái gì chứ chưa con, còn bởi vì từng người một thôi con, giờ nào xong rồi thầy sẽ về rồi. Bây giờ tới phần phước tồn, con thì cái bệnh tầm xa lên đây coi cái bệnh thừa hơi này nó còn bao nhiêu nữa đây, đập cho một hơi cho nó hết hơi ra cho rồi sao con tu tập ra thấy như thế nào, trường hợp mà bệnh thừa hơi con hết hay không, còn ở không hả thầy? Thưa con, kỳ này là thật sự là nỗ lực tu thật đó mấy con, không có người nào mà tu chơi chơi nữa được á. Con thấy sao cái bệnh con tu tập nhiếp tâm vậy rồi cái bệnh con như thế nào? Kính thưa thầy, thì trong đó thì như hôm tối này thì con thấy nó không có giảm mà nó thấy nó còn tăng. Vì thế cho nên buổi kia thì con hầu như là ít khi nào mà ngồi viết bài được, thường là đi suốt. Vì thế cho nên đi tới 5 giờ và con thấy rằng trong lúc đó luôn lúc nào nó cũng thừa hơi và nó gây đau. Có bữa đó thì con đứng vừa đứng lại tới tí là nó đánh con một cái, là nó muốn bật ngửa rồi biết sao, nếu mà con không có kịp thì nó con có thể là té tập đầu xuống đất, nó rất là mạnh. Thế con không biết phải làm như thế nào. Thì mới hồi kia này thì con có làm thử, thì như con đi nửa vòng thấp, con chỉ thắc ý là tâm thanh thản an lạc với sự, thì con đi nửa vòng thấp, rồi sau đó thì con tiếp tục thắc ý lần thứ hai nữa, thì con mới đi nửa vòng thấp nữa, sau đó con mới ngồi xuống khoảng chừng dài vây trong vòng chừng nửa phút, thì con mới đứng dậy tiếp tục thắc ý nữa. Và như vậy thì nó không có đánh cái hông trầm không bất ngờ được, nên con thấy trong cái công việc này con không biết phải cách như thế nào. Kính xin thầy. À, bây giờ thì theo thầy thấy qua cái bệnh của con con nên tu kết hợp giữa 5 hơi thở với 10 bước đi theo cái pháp mà luyện nghị lực của mình, thì tập nhiếp tâm trong cái thời gian nhiếp tâm ở trong cái pháp đó là 30 phút thôi, 30 phút thôi chứ còn không có được tu nhiều hơn nữa. Và đồng thời nếu mà có tu tập thêm mà đi kinh hành để phá hôn trầm thì miên không có nghỉ, thì con đi bình thường thôi, không có nhiếp tâm, chỉ có thời gian mà tập vừa đi vừa ngồi trong cái khoảng thời gian đó. Chứ còn bây giờ mình nhiếp tâm như thế này mà cái bệnh thừa hơi con nó cũng còn hoài không đấy, mà nhiếp tâm chưa được. Dạ, kính thưa thầy, như về việc con có tập thử về đi kinh hành 10 bước và ngồi xuống ít 5 hơi thở rồi, nhưng mà khi ngồi xuống trong vòng 5 hơi thở thì những lần đầu thì được, còn những lần sau thì hơi thở thứ 3, thứ 4 là nó lỏng mất. Trời, rất là nhanh. Không, mà nhanh quá vậy, dễ dàng quá. Như vậy là con không nên sử dụng hơi thở, con không nên ngồi. Đó là qua một cái đặc hướng của con. Chứ thật ra thì 5 hơi thở là cái thời gian nó quá nhanh. Nếu mà con bị lặng rồi, hơi thở thứ 3, thứ 2, thứ 3 đã là bị lặng rồi. Thì như vậy cái sự hôn trầm của con nặng quá, quá nặng. Thế này thì con chỉ cần phải tu cái pháp mà thân hành niệm, thân hành niệm mà
tác ý từng cái hành động, ví dụ như dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ có xuống, con có tập cái pháp đó chưa? Con có tập. Rồi con thấy cái pháp đó con nhiếp tâm và như vậy con có nhiếp được không? Dạ, kính thưa thầy, nếu mà nhiếp tâm thì nó không được trọng mạng. Ví dụ trong vòng chừng dạ ba bước đầu được, nhưng mà còn trả về sau thì nó có niệm xen vào. Đã tác ý như vậy mà còn niệm xen vào thì hiện ra cái sự mà tác ý từng hành động này, dẫn nó từng hành động. Dạ đúng rồi. Mà